chương 80 Huyết Nguyên Đan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Huyết Nguyên đang PS Cảm tạ 299 chương 101 linh khen thưởng Sau 3 ngày buổi sáng, một chiếc phổ thông xe ngựa màu đen từ phong tuyết thành lặng lẽ chạy khỏi Ngồi ở bên trong, chính là dương tiễn một nhóm, lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị đi tới cực bắc đế quốc vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu, Dương Tiễn lựa chọn sáng sớm rời đi, phản đang ở nhà tộc không có gì người quen, tự nhiên không cần đi chào hỏi gì, còn Catherine bọn họ, còn muốn đến tháng 9 mới có thể đi lôi đình học viện, sớm trên tới đưa tiễn, chỉ có ca phi một người. Làm vì gia tộc tộc trưởng, ca phi nhất định là không cách nào ly khai nơi này, nhất định phải tọa trấn ở gia tộc, xử lý đến tiếp sau sự tình. Từ phong tuyết thành đi ra, nhìn dần dần đi xa phong tuyết thành, dương tiễn dù sao cũng hơi cảm khái đoạt xác sống lại đến bây giờ thời gian trôi qua rất nhanh hắn rốt cục muốn bắt đầu tiếp xúc thế giới bên ngoài về phần thế giới bên ngoài sẽ là như thế nào quả thật làm cho dương tiễn ít nhiều gì có chút chờ mong cực bắc đế quốc ở vào nam phương trên đường phải xuyên qua năm cái vương quốc cuối cùng mới có thể đến đạt cực bắc đế quốc đây là một đầu an toàn nhất đường bộ kỳ thực đi về cực bắc đế quốc không ngừng con đường này Dương Tiễn lựa chọn chính là đi con đường thứ hai, đồng thời cũng là một cái khá là con đường nguy hiểm. Đi ma thú sơn mạch. Ma thú xâm lâm diện tích lãnh thổ bao la, sơn mạch lẫn nhau ngang dọc, đến gần đường không thể nghi ngờ là biện pháp nhanh nhất. Người bình thường rất ít lựa chọn con đường này, tình nguyện lựa chọn đi vòng năm quốc gia, cũng không dám tùy tiện xông vào ma thú sơn mạch, phong tuyết thành bên ngoài láng diện ma thú xâm lâm, này chỉ là sơn mạch một chỗ bên bờ khu vực cho dù là bên bờ khu vực, xuất hiện ma thú đã để người nghe tiếng đã sợ mất mật, còn bên trong dãy núi nhân vật mạnh mẽ, đó mới là kinh khủng nhất gia hỏa, vận may không được, gặp gỡ ma thú cấp cao, hư muốn thành công từ ma thú sơn mạch đi ra. Trong này có thật nhiều người không tin quỷ quái, nhưng kết quả đều là chết yểu ở bên trong dãy núi ma thú. Dương Tiễn lựa chọn này nguy hiểm đường, ngoại trừ muốn sớm một chút đến cực bắc đế quốc, thứ hai không gì bằng là săn giết một ít ma thú dùng để luyện chế một ít đan dược, vì lẽ đó, đi ma thú sơn mạch thích hợp nhất. Người khác có lẽ sẽ lo lắng gặp gỡ nguy hiểm, dương tiễn đám người chuyến này không lo lắng gặp gỡ nguy hiểm, chỉ cần cường giả cấp chính liền quét ngang ma thú cấp cao, chỉ cần không phải kết bè kết lũ đi ra, trên căn bản là chạy tới đưa đồ ăn, húng hồ, dương tiễn thần thức có thể dò xét, cho dù gặp gỡ mạnh mẽ gia hỏa cũng có thể sớm thay đổi con đường có thể nói không ai có thể so sánh dương tiễn thích hợp hơn cất bước ở bên trong dãy núi ma thú. Từ ma thú xâm lâm đi vào, dọc theo khu vực biên giới cất bước, khởi đầu còn có thể gặp phải một ít nhóm mạo hiểm, không ngừng thâm nhập, che kín bầu trời, lại cũng không nhìn thấy bóng người. Vào lúc này, dương tiễn tướng tinh tinh cái này từ lâu nín hỏng gia hỏa thả ra. Những vì sao vừa ra tới, ma thú cấp chính khí tức theo bản năng thả ra ngoài, nhất thời sợ hãi đến những ma thú kia tè ra quần, dưới đường đi đến, không còn từng đụng phải ma thú. Dương Tiễn muốn chính là cái này dáng vẻ, ma thú mở đường, giảm thiểu phiền phức không tất yếu. Alice khởi đầu còn đang lo lắng cất bước ma thú sơn mạch sẽ xuất hiện nguy hiểm, khi, làm, nghe nói đầu kia làm tinh hổ là ma thú cấp chính về sau, cũng không còn hỏi chuyện của con. Đối với nhi tử bên người xuất hiện cường giả, Alice cũng không biết lý giải được, may là, Dương Tiễn liền nói cho mẫu thân, bên cạnh liền một vị là cường giả cấp 9, không dám tiếp tục nói nhiều rồi, chỉ lo không thể nào tiếp thu được. Ma thú sơn mạch đúng như là nói nguy hiểm như thế cùng khủng bố. Tiến vào ma thú sơn mạch tối ngày thứ ba, dương tiễn bọn họ liền gặp gỡ một con ma thú cấp 9. Không cần phải nói, con này ma thú cấp 9 trở thành dương tiễn luyện chế đang dược tài liệu tốt. Không thể không nói, ma thú cấp 9 xác thực phi thường lợi hại, nhân loại cường giả một chọi một không phải là đối thủ trừ phi trên tay có vũ khí sắc bén bằng không không cách nào chống lại ma thú công kích sau đó trong vòng vài ngày dương tiễn vừa đi vừa nghỉ trên đường gặp phải không ít ma thú cấp cao công kích đã từ từ đi vào ma thú sơn mạch nơi sâu xa đồng thời vặt hái những dược liệu kia lần trước ở khoa học kỹ thuật bí cảnh dương tiễn vơ vét rất nhiều dược liệu lần này ở ma thú sơn mạch liền là tìm đồng bộ dược liệu ma thú sơn mạch liên miên sơn mạch bên trong dược liệu nhiều vô số kể ngoại trừ một ít đặc biệt khó tìm, hoặc là hy hữu đích, bình thường trên đều có thể tìm đi ra. Ma thú sơn mạch, ngày thứ 15 chạng vạn, sơn mạch một chỗ trong sơn tốc. Dương tiễn một nhóm xuất hiện ở đây, ở ma thú sơn mạch đi rồi 15 ngày, tốc độ không tính nhanh, cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì, coi như hạ xuống, lại quá thời gian nửa tháng là có thể đi ra ma thú sơn mạch. Ngày hôm nay ở đây, Dương Tiễn là vì bọn họ luyện chế đang dược. Randy lần trước đột phá đến cấp 9 trung kỳ, muốn muốn đột phá đến hậu kỳ, còn thời gian tương đối dài, đúng là La Phi từ lần trước Tu Vi khôi phục sau đột phá đến trung kỳ, đang uống đang dược về sau, lúc ẩn lúc hiện tiếp cận cấp 9 hậu kỳ. Vì lẽ đó, thừa dịp ở ma thú sơn mạch cơ hội, Dương Tiễn dự định để La Phi đột phá đến cấp 9 hậu kỳ, hơn nữa tự mình luyện chế pháp khí, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chống lại ngôi sao cường giả tồn tại nếu như là người khác nghe nói như thế, nhiều lắm lắc đầu một cái, sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này, thế nhưng dương tiễn nhưng không như thế, trên tay hắn là biện pháp. Chỉ cần vật liệu sung túc, luyện chế pháp khí, căn bản không tồn tại khó khăn gì. Thung lũng dùng trận pháp phong tỏa, La Phi cùng Randy rất sớm thủ ở trong sơn cốc. Người nói chủ người làm sao còn chưa khỏe a? À, ta chờ tâm đều ngứa ngáy. Lúc này La Phi, vậy còn có cường giả cấp chính bộ dáng, nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Randy trong mắt tràn đầy hâm mộ và đố kỵ, cấp chính hậu kỳ A, tùy thời có cơ hội lên cấp ngôi sao cường giả, hắn cũng biết mình bây giờ còn chưa được, bất quá theo chủ nhân, sớm muộn đều sẽ đạt tới. Khi mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ở trong sơn cốc, La Phi liền biết đang dược sắp luyện chế thành công rồi. Lần này luyện đan, Dương Tiễn cảm giác rất dễ dàng, thành công luyện chế ra năm viên huyết nguyên đan những này huyết nguyên đang tất cả đều là dùng ma thú cấp chính luyện chế mà thành, bên trong tràn ngập thiên địa linh khí, lần trước dương tiễn vốn là muốn luyện chế, nhưng đáng tiếc thiếu thiếu một ít cần thiết đồ vật. Lần này rốt cục được toại nguyện, luyện chế ra huyết nguyên đan. Có những này huyết nguyên đan, ta là có thể xung kích trúc cơ trung kỳ. Từ khoa học kỹ thuật bí cảnh đi ra, nắm giữ thế giới thụ loại này khôi bảo, chân nguyên trong cơ thể giờ nào khác nào cũng đang tăng nhanh, bản thân liền tiếp cận trúc cơ trung kỳ, lại dùng những này huyết nguyên đan, tiến vào trúc cơ trung kỳ không có vấn đề. Đây là huyết nguyên đan, các ngươi một người một viên, ta giúp các ngươi hộ pháp. Dương Tiễn không phí lời, trực tiếp đem huyết nguyên đan giao cho bọn họ. Huyết nguyên đan dược hiệu không bá đạo, vô cùng dịu ngoan, không thể so mặt khác đang dược. La Phi cùng Randy trực tiếp ở phụ cận chọn cái địa phương, bắt đầu đã tọa hấp thu đan dược còn chỗ tối tám không tới phiên cơ hội như thế. Gặp lại bọn hắn không gặp sự cố, Dương Tiễn lại lấy ra một viên huyết nguyên đang đưa cho mẫu thân Alice. Kể từ khi biết thân thế của mẫu thân về sau, Dương Tiễn liền xem ra mẹ của chính mình thiên tư rất tốt, nhưng đáng tiếc sau đó sao lãng đi rồi, bằng không hiện tại cũng là một cường giả cấp tám. Vì lẽ đó, Dương Tiễn muốn đích thân thay mẫu thân thủ hộ, dùng huyết nguyên đang tăng cao thực lực. Ha ha lão tử rốt cục bước vào cấp 9 hậu kỳ. La Phi nhảy lên, trên người khí thế rõ ràng là cấp 9 hậu kỳ, chỉ có thiếu hụt lĩnh ngộ đấu khí hóa cương, cái này cũng là về thời gian vấn đề mà thôi. Cút sang một bên. La Phi đắc ý vênh váo, lập tức bị đại đỉnh đập xuống, ăn một thổ địa bùng đất, từ trên mặt đất bò ra tới La Phi, lúc này mới ý thức được, bọn họ còn đang hấp thu dược hiệu, không khỏi gãi đầu một cái, khà khà cười khúc khích. Dương Tiễn Thu sẽ cử thiên thần đỉnh kế tục thay mẫu thân thủ hộ. Vừa đúng lúc này, âm 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 nổ vang, từ xa đến gần. Thung lũng xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, phản phất phát sinh chấn động dường như. Mà xa xa âm thanh, từ từ hướng cái phương hướng này mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 81 Randy Bộ Hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 81 Randy Bộ Hạ Cảm tạ, ngươi tốt, A Mỹ nữ 886, cùng nhân sinh khổ lại ngắn, khen thưởng. Đêm tối tỉnh đáng sợ, mặt đất trung chuyển, thung lũng ở lay động, vào đúng lúc này hiện ra đến không gì sánh được chói mắt. Chủ nhân, có người đến, hơn nữa còn là một đám người. La Phi đột phá đến cấp 9 hậu kỳ, dễ dàng cảm giác được xa xa truyền tới vang động, con người đen nhánh, lập lòe chiến đấu dục vọng, nhìn phía xa xa tràn ngập vang động địa phương. Dương tiễn chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút không cao hứng, này hơn nửa đêm, mà thú sơn mạch tùy tiện xuất hiện một đám người, thậm chí thẳng đến cái phương hướng này mà đến, chỉ cần điểm này, đáng giá tất cả mọi người đi hoài nghi, có phải là hay không hướng về phía bọn họ đây tới. Có thể chăm chú vừa nghĩ, Dương Tiễn bác bỏ cái ý niệm này, bởi thung lũng bố trí che giấu trận pháp, không tin những người này có thể biết nơi này, như vậy đám người kia hướng về phía cái phương hướng này mà đến, cũng không phải là trùng của bọn hắn tới, chỉ có thể nói là, bọn họ cần đi ngang qua nơi này. Nghĩ thông suốt then chốt, đối với những thứ này người ý đồ đến, Dương Tiễn vẫn cứ ông cảnh giác. Bất kể là ai, xuất hiện tại ma thú sơn mạch, cũng không phải dễ bàn hạng người. Chỉ cần bọn họ không tiến vào, chúng ta tự không dùng ra tay dương tiễn không đi lưu ý thung lũng dùng chướng nhãn pháp người không quen thuộc căn bản không nhìn ra trong đó đầu mối thậm chí sẽ không biết nơi này đã từng có một sơn cốc lời nói mặc dù nói như thế vẫn cứ sắp xếp la phi thủ ở mặt trước thuật che mắt xem ra đủ nguy hiểm bởi vật liệu hạn chế nếu như đối phương biết thung lũng tồn tại liền có thể dùng mang lực phá tan cho dù phá tan dương tiễn cũng chưa chắc sẽ lo lắng tiên sư nó chúng ta đi lầm đường, làm sao không thấy thung lũng kia? Không thể nào, ta bên trong rõ ràng có núi cốc, làm sao sẽ đi nhầm, hiện tại lại ra một tòa núi lớn. Nguyên lai like lúc này, bên ngoài sơn cốc trên đất trống, đang có hai người đầu óc mơ hồ nhìn trước mắt núi lớn. Không sai, ở trước mắt bọn hắn cách đó không xa, đích thật là một tòa núi lớn, trong đêm đen như ẩn như hiện, hiện ra phải vô cùng chân thực. Hai người này chính đang chạy trối chết, bất quá, lúc trước vì dự phòng ngừa vạn nhất, bọn họ từng ở trong sơn cốc lưu lại tài bảo, thậm chí là một cái từ thung lũng rời đi mật đạo, dùng để thoát khỏi địch nhân lần theo. Nhưng là hôm nay, ở trong mắt bọn họ quen thuộc thung lũng trở thành một tòa núi lớn. Bọn họ hoài nghi mình nhìn lầm rồi, so sánh cảnh vật chung quanh, không cho là mình đi sai chỗ, nơi này vốn là một sơn cốc, một cái bọn họ quen thuộc vô cùng thung lũng. Loại này ly kỳ sự tình, ra xuất hiện ở trong mắt bọn họ, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Âm. Một đám hắc y cưỡi cao to hắc diễm thú, đem hai người bọn họ vây quanh ở trong đó, chỉ có lưu lại sau lưng núi lớn. Alpha, Adon, giao ra các ngươi trộm đi đồ vật, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngày này sang năm chính là của các ngươi ngày dỗ, đừng trách ta không nói rõ ràng với các ngươi. Hắc y nhân trong đám, một con hắc diễm thú theo sát bước ra, chỗ ngồi hắc y nhân cư cao lâm hạ nói rằng. Michael, đừng si tâm vọng tưởng, đồ vật chúng ta sẽ không giao, chỉ ngươi cái này rác rưởi, có tư cách gì để cho chúng ta giao ra đồ vật, lúc trước lão đại của chúng ta ở không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi chính là một cái theo đuôi, các loại, chờ, lão đại của chúng ta trở về, sẽ là của ngươi giờ chết. Vóc người gầy gò an pha chửi ầm lên. Dẫn đầu hắc y nhân, phản phất bị nói đến chỗ đau, sắc mặt cực kỳ khó coi, cả giận nói. Đồ điếc không sợ súng, Hắn trở về rồi, vậy thì như thế nào, lão tử như thường không sợ, ta đứng phía sau vị kia, không là một cái nho nhỏ cường giả cấp 9 có thể chống lại. Sát. Michael vung tay lên, đã quyết định đem bọn hắn giết chết, đồ vật tự nhiên có thể tìm ra. Alpha cùng Adon hai người đều là cấp 8 hậu kỳ cao thủ, đối mặt Michael truy sát, trên người hoặc nhiều hoặc ít có thương thế, lúc này đối mặt này chừng 20 cao thủ, tự biết không phải là đối thủ làm sao bây giờ adon hỏi còn có thể làm sao rau trộn nhưng đáng tiếc lão đại không ở nếu không cái kia đến phiên hắn ở nơi này hung hăng alpha nghiến răng nghiến lợi gương mặt bất đắc dĩ đưa cho cái về phía sau chạy ánh mắt một cái ánh mắt adon liền biết rõ làm sao làm đây rõ ràng là đang nói hướng về phía sau núi lớn trốn phía sau mới là lối thoát mặc kệ vì là hà đại sơn ở đây ít nhất có thể đào tẩu bọn họ nơi này mới ra tay, hai người trơn trượt giống mặt sau núi lớn chạy đi, bất kể như thế nào, trước tiên từ nơi này đi ra ngoài lại nói âm đấu khí cùng ma pháp công kích, toàn bộ vào đúng lúc này oanh ở phía sau trên ngọn núi lớn, dương tiễn bố trí trận pháp bản thân liền là thuật che mắt, ở cường đại công kích đến, trong đêm tối núi lớn giống như bình tĩnh mặt hồ, phát sinh liên tiếp gần sóng, đang lúc mọi người kinh ngạc trong mắt, núi lớn ầm ầm tan vỡ hiển lộ ra sau lưng u tỉnh đen kịt thung lũng. Thiên Na, đây là thung lũng. A Đôn trợn tròn mắt, rõ ràng phía sau là núi lớn, kết quả nhưng xuất hiện lúc trước thung lũng. Bởi chạy vội vàng, bọn họ căn bản không có thời gian lo lắng nơi này quái sự. Bọn họ thẳng đến thung lũng mật đạo, chuẩn bị thoát khỏi mặt sau mai cờ truy sát, hiện tại nào có thời gian lo lắng chuyện này. Thung lũng bọn họ hết sức quen thuộc, khi, làm, chạy tiếng sơn cốc, lập tức nhìn thấy xa xa ngồi xếp bằng trên mặt đất bóng đen, hai người nhất thời trận mắt ngoát mồm, hai người tương tự một chút, đều bị tình cảnh này dọa sợ. Đây không phải là lão đại sao? Ta không thấy hoa đi. Đang chuẩn bị chạy lên đi, một cái khôi ngô hán tử, khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, từ trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt như điện, ngăn trở đường đi của hai người. Còn dám tiến lên một bước, chết. Trầm thấp lời nói, không che giấu nổi nồng nặc sát ý. Thấy lạnh cả người không khỏi tự trong lòng nổi lên, bọn họ một điểm không nghi ngờ, nếu như mình lại tiến lên một bước, nhất định sẽ chết ở đối phương dưới đao. Khôi ngô hán tử đồng nhất ngăn cản, phía sau Michael mang đám người đuổi theo, bọn họ đối với nơi này cũng cảm thấy khiếp sợ, không giải thích được xuất hiện một sơn cốc. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là Michael nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đương nhiên, đối với xuất hiện khôi Ngô Hán Tử, Michael trực tiếp lựa chọn không nhìn, xem đến phần sau tư thế quỷ dị Randy không khỏi sững sờ, chợt bị hưng phấn thay thế. Không trách các ngươi tới nơi này, nguyên lai like Randy trốn ở chỗ này. Michael cười ha ha, mặt lộ vẻ ngoan sắc, nguyên bản ta dự định giết các ngươi, lại tìm Randy báo, hiện tại cũng xuất hiện, tiết kiệm được ta không ít thời gian, vừa vặn đem toàn bộ các ngươi tận diệt rồi. Chỉ bằng ngươi. Adon lúc này xem đến lão đại, mười phần phấn khích, nơi nào còn sợ Michael. Ta liền bằng cái này. Michael chăm chọc, trên người khí thế bay vọt mà ra, nguyên bản cấp 8 khí thế, trực tiếp đột phá, cho thấy cấp 9 sơ kỳ thực lực, bằng ta bây giờ là cường giả cấp 9, giết các ngươi như giết con kiến như thế. Adon cùng Alpha trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới Michael trở thành cường giả cấp 9, ẩn núp sâu như vậy, cho tới bây giờ mới bạo lộ ra, hơn nữa mang tới thủ hạ, tiêu diệt ba người bọn họ, thừa sức, chẳng trách sẽ hoàn toàn tự tin. Lần này có thể làm sao bây giờ? Trong lòng hai người hoảng loạn, trong lòng còn bốc lên một ý nghĩ, nếu như mặt sau người kia chịu ra tay, nói không chắc có thể chạy ra nơi này, người ta sẽ ra tay giúp đỡ sao? Michael, ngươi thật to gan, thật sự coi ta tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Linh Thạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Linh Thạch Michael bị thanh âm này giật mình, không tự chủ được muốn lui về phía sau, bỗng nhiên phát hiện mình ngồi ở hắc diễm thú lên, chính mình vẫn là bị cái này âm thanh làm cho khiếp sợ, không khỏi có thêm vài phần lửa giận, thầm nghĩ đêm không phải là Randy sao, ta có cái gì tốt sợ hãi, Lão tử bây giờ là cường giả cấp 9, phía sau lại mang một đám thủ hạ, thu thập Randy còn không là việc nhỏ. Như vậy cho trong lòng tiếp sức, lần thứ hai đối mặt Randy, Michael hoàn toàn không có sợ hãi, mà là vỗ vỗ dưới thân buồn bực bất an hát diễm thú, cười nhìn từ tảng đá đứng lên Randy, Randy, ngươi đúng là thật biết tìm địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi bị ma thú cấp 9 giết chết. Trong đêm tối vang lên thanh âm, chính là chính đang hấp thu dược hiệu Randy. Lúc này Randy một mặt lửa giận, nhìn vết thương chồng chất Adon cùng Alpha, lại nhìn mặt sau truy vết tới Michael, không có vội vã ra tay, những người này tuy rằng mạnh, thế nhưng ở đây, muốn sống rời đi, rễ. Cái bản chuyện không thể nào. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, mà thú cấp chính muốn giết chết ta, không dễ như vậy. Randy cười gằn, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác hàng quan, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, ngươi tại sao phải đuổi giết bọn hắn? nhìn cái này từng đã là thủ hạ, Randy trên tay nổi gân xanh, nếu như không phải đi ngang qua nơi này, chính mình hai thủ hạ này e sợ đều bị giết chết, chính mình trái lại không biết gì cả, thậm chí lần sau gặp gỡ, bị Michael đánh lén cũng không biết. Mà Pháp Sư kiên kỵ nhất cái này, đặc biệt là ở gần người dưới tình huống, đối mặt đánh lén, khi đó một cái phi thường chuyện đáng sợ. Nhìn thấy Randy đi ra, Adon cùng Alpha nhấc lên dũng khí, hướng về Randy chạy tới, Xuất kỳ là, lần này cái kia khôi ngô hán tử không có ngăn cản, tùy ý bọn họ chạy tới, bất quá cảm nhận được một trận vô hình hàng ý rơi vào trên người. Lão đại, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Lão đại, mai cờ gia hỏa này, đem chúng ta hàng nhái đó huynh đệ đều giết, nương nhờ vào đến ngải luân đa tới tay đi xuống. Hai người chạy tới, không dám lộn xộn, đơn giản đem tình huống nói một lần. Từ khi rời đi ma thú xâm lâm, Randy xác thực lo lắng hai người này tình huống, nghĩ đến hàng nhái đó thực lực, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn, ai sẽ nghĩ tới hiện tại trở thành bộ dáng này. Sơn trại bị hủy, thủ hạ bị giết chết, mai cờ cái này gia hỏa phản bội, cho dù không chuẩn bị khi, làm, lượt đoạt giả, Randy lúc này giận tím mặt. Đối với người như vậy, đừng phí cái gì ngụm nước, trực tiếp giết đi. Dương tiễn từ phía sau đi ra, hy vọng lên trước mắt đám người kia đối với Randy là thân phận gì, Dương Tiễn chưa từng đi hỏi, ban đầu ở ma thú Sâm lâm nghe nói là lược đoạt giả, liền rõ ràng thân phận sẽ không phổ thông, chỉ là không ngờ tới, ở bên trong dãy núi ma thú, còn có thành lập bí mật cứ điểm. Dương Tiễn lớn lên nhã nhặn, trên người không mang theo nửa điểm cường giả khí tức, ở trong mắt người khác chính là người bình thường, sẽ không chút nào xem là là cường giả. Vì lẽ đó, hắc diễm thú trên Michael cười ha ha, chút nào không đem lời này để ở trong lòng, ở đây trên nhất làm cho hắn kiên kỵ đúng là Randy, còn dư lại mấy người căn bản không đáng để lo, còn vị kia khôi ngô hán tử, sát khí cũng là có chút, tưởng rằng Randy tùy tùng, thực lực đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Ha ha, muốn giết chúng ta. Lẽ nào chỉ bằng mấy người các ngươi? Michael cười to, sau lưng mọi người, hướng của bọn hắn tiến tới gần, chỉ đợi phát sinh động thủ dặn dò, ngay lập tức đem mấy người này tại chỗ giết chết. Adon cùng Afa trong lòng đồng thời bay lên cảm giác xấu, bọn họ không biết mình lão đại, vì sao lại tán thành người trẻ tuổi kia, bọn họ những người này thế nào lại là đối thủ của bọn họ. Nhưng khi nhìn Randy bộ dáng, bọn họ lại cảm thấy đến mê hoặc, nếu như ở bình thời, lão đại của chính mình e sợ sớm mang theo bọn hắn ly khai nơi này, làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều không dám nghi vấn Randy ý kiến, bởi vì bọn họ mình chính là lúc trước Randy cứu được, bọn họ tin tưởng Randy, tin tưởng hết thảy trước mắt, nói không chắc thật có biện pháp gì. Dương Tiễn nói ra lời này, cao hứng nhất không gì bằng là La Phi, gia hỏa này bản thân liền là một cái điên cuồng phần tử, trở thành cấp chính hậu kỳ cường giả, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu chủ nhân nói rồi, vậy các ngươi đều phải chết. Randy nhẹ giọng nói. Adon bọn họ, bao quát Michael trực tiếp bị lời này trấn trụ. Một cái cường giả cấp chính gọi thiếu niên là chủ nhân, cuối cùng là làm sao một cái sự việc. Lúc này, Michael nhìn về phía thiếu niên kia, trong lòng bốc lên cảm giác xấu, Randy gọi đối phương là chủ nhân, như vậy trước mắt này khôi ngô hán tử. Ngao ngao gào gào. Đoán được một nửa, đột nhiên, đại gia dưới thân hắc diễm thú bất an táo động, phát sinh kinh hoảng âm thanh, muốn chạy trốn ra thung lũng này một con hắc diễm thú kinh hoảng hay là bị cái gì làm cho khiếp sợ, thế nhưng hai mươi mấy con hắc diễm thú toàn bộ xuất hiện kinh hoảng, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Rống Một tiếng trống to, kèm theo ma thú cấp chính khí thế, những này cấp năm hắc diễm thú sợ hãi đến cả người run, trực tiếp co quắp trên mặt đất, không còn lúc trước thần khí. Không được, đây là ma thú cấp chín. Michael mặc lộ vẻ kinh hoảng, từ hắc diễm thú trên người bật lên. Vào lúc này, Michael cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đi vào thung lũng đến, dưới thân hắc diễm thú vẫn cứ táo bạo bất an, nguyên tới nơi này có một con ma thú cấp 9. Những vì sao từ chỗ tối phi đập ra, hình thể khổng lồ, một cái tác xuống, tại chỗ đem một cái trốn chạy hắc y nhân đập chết, sợ đến mọi người hoảng loạn chạy trốn, căn bản không có chiến đấu ý nghĩ. Một đám con kiến lợi hại đến đâu, thế nào lại là đại tượng đối thủ, lời này dùng để hình dung hiện tại không thể thích hợp hơn. Các ngươi dám xông vào tiếng sơn cốc, cái kia liền không cần đi. La Phi cười hắc hắc, nhảy vào vòng chiến bên trong, thẳng đến mạnh nhất mai cờ tới. Lưu lại người sống. Dương tiễn thanh âm của lần thứ hai truyền đến, chỉ lo La Phi dưới nặng tay, đem mai cờ giết chết. Trong sơn cốc đúng là loạn xì ngầu, những vì sao đuổi giết những người mặc áo đen kia, đúng là những kia hắc diễm thú thành thật nằm trên mặt đất toàn thân trung lẫy bẫy, sợ bị những vì sao ăn đi. Muốn bắt ta, không dễ như vậy. Michael bao nhiêu còn có chút tự tin, căn bản không có nghĩ đến tình huống sẽ là dạng này. Nếu như trước đó sớm phát hiện tình huống của nơi này, Michael tuyệt đối không dám vào đến, trước mắt chỉ có thể trước tiên chạy trở về, tìm sau lưng ngải Luân Đa, hắn tin tưởng ngải Luân Đa nhất định sẽ xuất thủ. Muốn đi, ăn một quyền của ta lại nói. là Phi thân hình nhanh chóng, ngăn ở Michael trước mặt của, nhanh tay nhanh mắt chỉ biết quyền. Âm. Michael lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoảng, đấu khí hóa cương, làm sao có khả năng. Hắn không nghĩ tới, chặn lại mình là một vị cấp chính hậu kỳ cường giả, cương khí xoay tròn, căn bản sẽ không là giả, nhưng là ở ma thú sơn mạch, làm sao sẽ xuất hiện cường giả như vậy. Bên cạnh Adon cùng Alpha giờ khắc này đều bị làm cho khiếp sợ, co quắp ngã trên mặt đất, bất khả tư nghị nhìn tất cả những thứ này, cái kia khôi ngô hán tử sẽ lợi hại như vậy, dĩ nhiên là cấp chính hậu kỳ cường giả. Bọn họ sợ hãi đến đờ ra, không lưu ý đến từ trên người rơi xuống ra một khối màu trắng tảng đá. Cách đó không xa dương tiễn, đúng là nhìn thấy bạch sắc tảng đá, vốn là không để ý, nhưng là ở thần thức quét qua về sau, hai mắt hết sạch lóe lên, đưa tay chọc một cái, màu trắng tảng đá rơi ở trên tay, Khuôn mặt lộ ra một bộ nguyên lai like chính là như vậy vẽ mặt. Không trách, bọn họ sẽ một đường truy vết tới nguyên lai like vì là trên tay linh thạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Kim Đăng Kỳ giả vọng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 83 Kim Đăng Kỳ giả vọng TS cảm tạ nhạc đan long khen thưởng chờ sau đó có việc lâm thời đi ra ngoài ngày hôm nay tạm thời canh một thực sự là thật không tiện linh thạch hơn nữa còn là linh thạch hạ phẩm nhìn trên tay màu trắng linh thạch dương tiễn trong lòng nhất thời vui vẻ rõ ràng hai người này vì sao lại bị bọn họ truy sát vấn đề khẳng định xuất hiện ở linh trên đá đoạt xác sống lại tại đại lục này dương tiễn thực lực chưa hoàn toàn khôi phục thêm đi lên thời gian ngắn tạm đối với linh thạch nhu cầu vẫn không có suy nghĩ qua dù sao vật này có thể gặp mà không thể cầu linh thạch bình thường xuất từ liên miên sơn mạch dưới nền đất cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được cho dù tìm tới e sợ người bình thường cũng không biết làm sao sử dụng huống hồ đây là tại huyền thiên đại lục đến tột cũng có tồn tại hay không linh thạch này đồng dạng là một vấn đề dương tiễn một cách tự nhiên đem linh thạch thả ở sau gáy chuẩn bị sau đó rảnh rỗi chậm rãi ra tìm linh thạch tin tức chỉ là không ngờ tới, ở trong dãy núi sẽ đụng với chuyện này, quả thực là muốn buồn ngủ, vừa vặn đưa tới gối. Adon cùng Alpha nhìn thấy thu gom tảng đá xuất hiện tại trong tay thiếu niên, cái ý niệm đầu tiên chính là đoạt lại, vì này không biết tên đồ vật, bọn họ suýt chút nữa chết ở chỗ này, nhưng là vừa nghĩ tới, cái kia khôi ngô hán tử, lúc trước lưu lại ánh mắt, bọn họ càng là không dám manh động, chỉ thật bất đắc dĩ đứng ở một bên. Trên sân chiến đấu, lúc này rơi vào kết thúc, mà thú cấp 9 công kích, là phi vị này cấp 9 hậu kỳ cường giả ra tay, lấy thổi kéo một nát tư thái, ba lần năm lần đem bọn hắn toàn bộ quét ngang, trên sân lưu lại thi thể, cơ bản không để lại bất kỳ người sống nào, chỉ có mai gia hỏa này. Mai chiến sĩ cấp 9, ở thực lực tuyệt đối La Phi trước mặt, bất kỳ công kích đều là toi công, bị La Phi hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng yểm yểm nhất tức bỏ vào nát tan trên đất đá rất dáng dấp chật vật. Trên đất Michael, nghĩ đến đêm nay tình tiết đều sẽ khóc trống rơi lệ, này mới tu luyện đến cường giả cấp 9, còn không có uy phong quá, kết quả là đụng với la phi người cường giả này, kết quả là thành tình hình như bây giờ. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Michael nhìn phía la phi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, liều mạng xua tay, vậy còn có lúc trước diễu võ dương oai. Dương tiễn lười cửa ra vào hỏi dò, trước mọi người dùng sư hồn thuật, biết chuyện đại thể trải qua, Michael ở trên đi lâu dài không trở về, liền làm phản, phá hủy sơn trại, nương nhờ vào ở ngải Luân Đa thủ hạ, mà ngải Luân Đa cũng là một vị cường giả cấp chính, vội vàng tiến hành một hạng bí mật sự tình, ai ngờ đụng với Adon hai người này không sợ chết gia hỏa, đem bí mật của bọn họ đồ vật lén ra đến, liền một đường truy sát tới, muốn muốn cướp về đồ vật. Nguyên bản yểm yểm nhất tức Michael, một lát sau biến thành ngớ ngẩn dáng dấp, lần thứ hai để Adon bọn họ cảm thấy sợ sệt, Ai sẽ nghĩ tới thiếu niên này kinh khủng như vậy, không biết dùng thủ đoạn gì, Michael là được cái bộ dáng này, trong lòng vui mừng mới vừa rồi không có đi cướp về tảng đá. Vật này, các ngươi từ nơi nào tới? Dùng Cửu Thiên Thần đỉnh đem Michael thu rồi, Dương Thiên quay đầu nhìn về bọn họ hỏi. Adon nuốt nước miếng một cái, nơi đó dám ẩn giấu, chúng ta ở Hắc Sơn Cốc cướp được, sau đó đã bị truy tới nơi này. Hắc Sơn Cốc. Nơi đó tại sao có thể có người Randy không hiểu nói, hắn đối với vùng này hết sức quen thuộc, biết Hắc Sơn Cốc là một người khói, thuốc lá, địa phương hoang vu, thậm chí ma thú cũng không muốn đi nơi nào. Lão đại, ta không lừa ngươi, trước kia là không ai, nhưng là ngươi đi rồi, ngải luân đa mang thủ hạ chiếm lĩnh nơi đó, đem bên trong vây gió thổi không lọt, mãi đến tận trọng được tảng đá kia, ta mới hiểu được, nguyên lai bọn họ một mực tại đào móc cái này tảng đá. Alpha vội vàng nói bổ sung. Dương Tiễn từ mai cờ nơi đó thu hoạch tin tức không nhiều, liên quan với Hắc Sơn Cốc tin tức không nhiều, liền biết nơi đó đang đào móc món đồ gì. Vận khí ta cũng không tệ lắm, lại ở bên trong dãy núi ma thú phát hiện linh thạch tung tích. Linh thạch này có thể là đồ tốt, Dương Tiễn vốn là đều tại ý định tìm, hiện tại đụng với như vậy một việc sự tình, tự nhiên không chuẩn bị vội vã rời đi. Hắc Sơn Cốc linh thạch, Dương Tiễn dự định xía vào một chân, tốt nhất hoàn toàn biến thành của mình tuy rằng không biết nơi đó có tồn tại hay không một cái mạch khoáng bất quá những linh thạch này đối với hiện tại dương tiễn tác dụng lớn vô cùng thậm chí ở đến cực bắc đế quốc trước có thể đột phá đến kim đan kỳ nếu ở đây trước đây thời gian mấy tháng tu luyện tới kim đan kỳ đây tuyệt đối là không thể nào hiện tại thu được thế giới thụ tương đương với tiến hành rồi chuyển hóa tốc độ không thể nghi ngờ tăng cao vô số lần thực lực một khi đạt đến kim đan kỳ thực lực đều sẽ có biến hóa long trời lở đất đi tới cực bắc đế quốc có mấy phần tự tin. Tảng đá kia, ngươi thấy có bao nhiêu? Dương Tiễn hỏi lần nữa. A Đôn Hồi ức nói, không phải rất nhiều, ta thấy dùng hòm gỗ lớn chứa. Ta còn nghe được, thật giống có đại nhân vật gì muốn tới, tự hồ hướng về phía tảng đá tới. Đúng là một bên trên đi hiếu kỳ, không nhìn ra tảng đá có chỗ lợi gì, chủ nhân, tảng đá kia rất trọng yếu sao? Dương Tiễn không cười thích vật này sau đó các ngươi liền biết tác dụng bảo đảm các ngươi sẽ thích lời này để cho hai người biến thành càng mơ hồ hơn rồi tảng đá kia thật có như vậy thật tảng đá đối với bọn họ có thể có chỗ lợi gì trong lòng hai người tất cả đều là nghi vấn bọn họ cũng biết dương tiễn nói được lắm đồ vật tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật điểm ấy bọn họ tràn đầy nhận thức tỷ như lúc trước đang dược dùng ma thú cùng dược liệu luyện chế ra nắm giữ tác dụng lớn lao nếu như không phải tự mình thể nghiệm qua, e sợ sẽ không ai tin tưởng cả trong đó tác dụng, vì lẽ đó, đối với này màu trắng tảng đá nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Vào lúc này, Randy cũng đem chính mình ở ma thú sơn mạch cố sự nói ra. Nguyên lai like Randy ở ma thú sơn mạch khi làm lượt đoạt giả, không phải đơn giản lượt đoạt giả, mà là ở trong dãy núi có xây thế lực của chính mình, khi làm, nhưng cái thế lực này không lớn, thủ hạ mặt nắm giữ mười mấy cường giả cấp 6, 7 cường giả cấp 8 cũng có mười mấy cái, ở này ma thú sơn mạch cũng là lăn lộn vui vẻ sung sướng, sau tới một lần dọc theo sơn mạch muốn săn giết ma thú cấp 9, vừa vặn gặp gỡ cái kia việc sự tình, phía sau tự nhiên không cần nhiều lời. La Phi vỗ trên vai, đố kỵ hâm mộ nói. Ngươi thật là có bản lĩnh, ma thú sơn mạch làm lược đoạt giả, không sợ những quốc gia khác cường giả đến truy giết các ngươi sao. Randy nói đến sự nghiệp của chính mình, vẫn là tương đối hưng phấn chỉ có đối với cái kia ngải luân đa tràn ngập lửa giận, có thể tưởng tượng được, nhân mã của mình bị người khác giết chết, chuyện như vậy ai cũng không tốt trôi qua. Khi, làm, lượt đoạt giả không dễ giả mạo, không thể làm gì khác hơn là kéo lên một số nhân mã, ở ma thú sơn mạch phục kích một ít nhóm mạo hiểm các loại, hoặc là làm chút kiếm ăn bí mật phi pháp sự tình. Randy cũng không cảm thấy có cái gì khó vì tình. Chúng ta muốn đi hát sơn cốc sao? la phi đối với mấy cái này không để ý đúng là nghe ra bên trong ý tứ đặc biệt là đối với thạch đầu coi trọng hát sơn cốc e sợ muốn đi một chuyến hát sơn cốc đương nhiên phải đi dương tiễn không lãng tránh ngươi khổ cực một chuyến tự mình đi qua điều tra tin tức trước tiên mò xuống tình huống đi thực lực bọn hắn không tệ đối với ma thú sơn mạch nơi như thế này dương tiễn vẫn là tương đối thận trọng không thành vấn đề bao ở trên người ta la phi vỗ ngực Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 84 Tự mình đi tới Hắc Sơn Cốc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 84 Tự mình đi tới Hắc Sơn Cốc một phen chiến đấu về sau Thung lũng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh Nguyên bản phá vỡ chướng nhãn pháp một lần nữa bố trí trở lại Đem thung lũng ẩn giấu ở trong bóng tối Dương Tiễn không chọn rời đi nơi này, mà là tại A Đôn dẫn dắt đi, đi vào ở trong sơn cốc một chỗ huyệt động thiên nhiên ở trong, chờ đợi La Phi từ bên ngoài trở về, cũng không lo lắng có người sẽ tìm tới nơi này. Thiên nhiên trong nham động, hàng phong tập tập, thiêu đốt một đống lửa, rọi sáng cả cái huyệt động. Alex ở huyết nguyên đang dưới sự giúp đỡ, nhảy vào ma pháp sư cấp 6 cửa lớn, trong đó tuyệt đại đa số dược lực đều dùng đến giúp đỡ cải thiện thể chất thậm chí ẩn giấu ở trong cơ thể, sau đó đang tu luyện, đem sẽ đạt tới làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nhảy vào ma pháp sư cấp 6 cửa lớn, Alice khởi đầu cũng không tin, đang sử dụng ra lâu không gặp phép thuật về sau, nàng xác định chính mình hoang phế phép thuật, lại có thể lần thứ hai tu luyện, lĩnh ngộ lên tương đương dễ dàng, huống hồ, nơi nào còn có trên đi vị này ma pháp sư cấp 9, trên lý thuyết là không tồn tại bất kỳ năng đề. Mẫu thân đột phá đến ma pháp sư cấp 6, Dương Tiễn đối với cái này không hài lòng lắm, huyết nguyên đang tác dụng, kỳ thực đều dùng tại trên thân thể, bằng không tiến vào ma pháp sư cấp 7 vô cùng dễ dàng. Ma pháp sư cấp 6 không tính lợi hại, nhưng cũng có tự vệ thực lực, đương nhiên, ở bên trong dãy núi ma thú, căn bản không dùng mẫu thân ra tay, Dương Tiễn chính mình liền sẽ ra tay đối phó. Dương Tiễn chính mình cũng thông qua huyết nguyên đang đột phá hiện hữu cảnh giới, dù sao lúc trước chân nguyên liền tương đương chất phát đột phá chỉ bất quá thời gian trên vấn đề, tiến vào trúc cơ trung kỳ, dương tiễn thực lực lại có biến hóa. Đầu tiên bác cửu huyền công tiến vào tầng thứ hai, thân thể cường độ đã đạt đến chiến sĩ cấp 7 trình độ, chỉ muốn đột phá đến kim đan kỳ, bác cửu huyền công đều sẽ lên một tầng nữa. Bác cửu huyền công tầng thứ nhất là trúc cơ, tầng thứ hai bắt đầu, có thể lợi dụng chân nguyên rèn luyện thân thể, đây mới thật sự là bác cửu huyền công. Chân nguyên rèn luyện thân thể bước đi này vốn là cần phải hao phí hướng nhiều thời giờ, bây giờ, mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu thiên địa linh khí, cái môn này rèn luyện công phu, tương đương với ở đồng sự tiến hành. Đã như thế, chân nguyên chủ động phân ra một phần dùng để rèn luyện thân thể, muốn muốn đột phá hiện hữu cảnh giới, cần đại lượng thiên địa linh khí, cho dù có thế giới thụ tồn tại, vẫn cứ cảm thấy giật gấu vá vai. Linh thạch xuất hiện, không thể nghi ngờ giải quyết xong một cái phiền phức. Dù như thế nào, Dương Tiễn đều phải cướp được những linh thạch này, đến cực bắc đế quốc trước đó, thực lực tái tiến đi đột phá. La Phi không về, Dương Tiễn từ Randy đi trong miệng, biết được bên trong dãy núi ma thú, liên quan với lực đoạt giả một ít tin tức. Không hỏi không biết, vừa hỏi mới hiểu được, này ma thú sơn mạch còn tồn tại dạng này đại thế lực nhỏ. Từ Randy đi trong miệng, Dương Tiễn biết bên trong dãy núi ma thú, tồn tại rất nhiều thế lực những thế lực này đều không ngoại lệ đều là ở bổn quốc phạm vào chuyện lớn, đang đuổi giết trên đường chạy vào ma thú sơn mạch khi, làm, lên lượt đoạt giả, làm lên không cần tiền buôn bán. Theo lượt đoạt giả số lượng tăng nhanh, liền xuất hiện từng cái từng cái thế lực, bọn họ sinh sống ở ma thú sơn mạch, chung quanh càng quét lạc đàn đội ngũ, thỉnh thoảng có cường giả ra tay, nhưng cho dù như vậy, những này lượt đoạt giả sống như trước có tư có vị, căn bản không sợ đến đây báo thù, cho nên những này lượt đoạt giả trở thành bên trong dãy núi ma thú một cái ác mộng chủ nhân đừng xem lượt đoạt giả thì làm chút không cần tiền buôn bán bọn họ còn có thể sung làm sát thủ chỉ phải trả tiền bọn họ cái gì đều sẽ đi làm mỗi khi gặp vương quốc khai chiến những này lượt đoạt giả đều muốn đi ra ngoài kiếm bồn randy cười nói dương tiễn suy tư ma thú sơn mạch xem ra thật có ý tứ nghe nói như ngươi vậy vậy trong này lượt đoạt giả thế lực chẳng phải là rất nhiều đều có thế lực lớn sau lưng khống chế. Randy gật gù, trịnh trọng nói. Không sai, nơi này thế lực lớn mặt sau đều có người ở khống chế, chung quanh đây thế lực lớn nhất chính là Ngãi Luân Đa, dưới tay có hơn một nghìn thủ hạ, thực lực cơ bản đều tại cấp 6, 7 khoảng chừng. Trái phải, đặt ở bên ngoài cái kia chính là một phương thế lực lớn. Chính chuẩn nói chuyện, Dương Tiễn nhìn thấy La Phi trở lại thung lũng, liền để Randy đi ra ngoài dẫn đường. Trong chốc lát, Randy mang theo La Phi từ bên ngoài trở về, mà La Phi trên tay của, còn mang theo một cái cả người run lẩy bẩy tên mập mạp. Oanh! La Phi đem tên béo vứt trên mặt đất, sự tình quả nhiên cùng nói như vậy, hát sơn cốc nơi đó phòng thủ nghiêm mật, trong sơn động rất nhiều nô lệ ở mở đào đồ vật, ta lén lút ẩn vào đi, phát hiện những này màu trắng tảng đá, hơn nữa, ở thung lũng phụ cận, còn có mấy cái cường giả cấp chính ở đóng giữ, thực lực tương đương đáng sợ nói từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba khối màu trắng tảng đá chính là lúc trước linh thạch dương tiễn thần thức quét qua phát hiện những linh thạch này đều là hạ phẩm nhìn rõ ràng đại khái là ngoại vi mở đào lên mập mạp này là lúc ta trở lại ở trong nhà gỗ bắt được giống như là hắc sơn cốc giám công một trong ta không biết tình huống bên trong vì lẽ đó mang về nói không chắc gia hỏa này biết trong hang núi tình huống la phi lại bổ sung Dương Tiễn không nghĩ tới La Phi tâm tư sẽ như vậy mảnh, trực tiếp bắt được cái giám công trở về, không thể nghi ngờ có thể biết càng nhiều nữa tình huống. Sư hồn thuật vừa ra, Dương Tiễn biết La Phi không giả, mập mạp này đúng là hát sơn cốc giám công một trong, lười biến thời điểm, đụng với ẩn núp đi vào La Phi, kết quả xui xẻo mang vào nơi này. Từ nơi này giám công trí nhớ, Dương Tiễn hiểu được, hát sơn cốc mở đào là ở quãng thời gian trước tiến hành, có người nói có cái gì cao nhân xuất hiện ở đây, phát hiện bên trong đồ vật, liền ở nơi đó xây dựng quán động, liều mạng đào móc những tảng đá này, mỗi một tháng cuối tháng, liền có có người xuất hiện, đem những tảng đá này mang đi, nội dung cụ thể, không phải cái này dám công có thể biết. Chúng ta có muốn hay không giết tới? La Phi đã không thể chờ đợi được nữa, hắn ẩn núp đến hắc sơn cốc một mảnh kia khu vực, thậm chí cảm giác được rất nhiều cường giả ở đằng kia, không khỏi để hắn chiến ý phồn thịnh. Suýt chút nữa liền chạy đi tìm người tranh tài dương tiễn vung vung tay còn không được hắc sơn cốc e sợ chưa chắc có tưởng tượng đơn giản như vậy vậy thì có cái gì không đơn giản ta xem nơi đó liền nhiều người cái khác không có cảm giác đến cái gì la phi mãn bất tại hồ nói nếu như độc thân cũng là có chút bận tâm có dương tiễn ở đây niềm tin của hắn liền vô hạn phóng to dương tiễn trong lòng nói không sai đơn giản không phải chỉ cường giả vấn đề mà là liên quan với linh thạch làm sao bị phát hiện đây mới là một cái không tầm thường sự tình linh thạch chính là thiên địa linh mạch thai nghén mà ra trừ phi đi vào dưới lòng đất bình thường trên rất khó tìm đi ra thế nhưng nơi này cường giả dễ dàng liền tìm ra đủ để chứng minh trên huyền thiên đại lục cường giả không hẳn tưởng tượng dễ đối phó như vậy ngược lại trên người bọn họ cũng rất thần bí ít nhất dương tiễn không từng nghe qua đại lục liên quan với linh thạch công dụng như vậy thì có thể chứng minh những linh thạch này chỉ sợ không phải bình thường cường giả sử dụng. Một phen sau khi tự hỏi, Dương Tiễn quyết định tự mình đi hát sơn cốc điều tra một phen, thậm chí vơ vét một ít linh thạch, đặc biệt là nhìn những kia thế lực thần bí có khác biệt gì. Các ngươi ở lại chỗ này, ta tự mình đi xem xem. Dương Tiễn đối với của bọn hắn nói nói. Chờ chút ta sẽ đem dùng trận pháp đem hang niêm phong lại, ở lại chỗ này chờ ta trở lại là có thể. Bố trí kỹ càng trận pháp, cảm giác không có vấn đề về sau, dương tiễn thần thức quét qua, trực tiếp triển khai động thổ, thẳng đến hát sơn cốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Mỏ quặng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Mỏ quặng TS Cảm tạ cờ hải tặc e khen thưởng đêm yên tĩnh, một phần minh nguyệt treo cao. Chưa từng danh sơn cốc đi ra, dương tiễn thẳng đến hắc sơn cốc mà đi, không có tác dụng phi kiếm phi hành, mà là lựa chọn động địa thuật. Thực lực đạt đến trúc cơ trung kỳ, dương tiễn động địa thuật không so với lúc trước, tuy nói không đạt tới xuất địa thành thốn thần thông như vậy cảnh giới, nhưng dùng để chạy đi đúng là vô cùng thực sự, một cái chui xuống đất ít nhất có thể xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Hát sơn cốc ở đâu, dương tiễn không rõ ràng, thần thức về phía trước tìm tòi, căn bản không buồn không tìm được hát sơn cốc. Lợi dụng động địa thuật thoát ra mấy chục dặm về sau, Dương Tiễn bắt đầu khống chế thần thức tìm tòi bốn phía. Quả nhiên, không tới trong khoảnh khắc, Dương Tiễn thông qua thần thức phát hiện trong núi rừng như ẩn như hiện ánh đèn. Hát sơn cốc, hẳn là ở bên kia rồi. Dương Tiễn suy nghĩ, đi trước quán động phụ cận nhìn. Thoát ra mấy dặm về sau, Dương Tiễn giấu dếm hơi thở của mình, lặng yên tiếp cận ánh đèn nơi, trừ phi là ngôi sao cường giả, nếu không không cách nào cảm ứng được dương tiễn tồn tại. Hát sơn cốc, tên như ý nghĩa, tất cả đều là do hòn đá màu đen tạo thành, đầy khắp núi đồi hát thạch tùy ý có thể thấy được, ở trong màn đêm, lập loè nhàn nhạt tia chớp, mà ở trong sơn cốc, xây dựng rất nhiều nhà gỗ, lập loè điểm điểm ánh đen. Thung lũng lối vào thung lũng bốn phía đều xây dựng. Phòng quan sát, trên người mặc áo giáp màu đen thủ vệ, Bốn phía người tuần tra, cả cái sơn cốc lộ ra một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Như vậy thủ vệ nhìn như không tệ, căn bản không phòng ngự được cường giả lẻn vào. Tìm vào sơn cốc, Dương Tiễn thần thức liền thấy trốn núp trong bóng tối thủ vệ, những thủ vệ này thực lực đều vô cùng mạnh, tất cả đều có cấp 8 trung kỳ thực lực, thậm chí càng sâu xa, còn có cường giả cấp 9 đóng giữ. Thần thức không giống với tinh thần lực, năng lượng vận dụng một loại phương thức cao hơn tinh thần lực thậm chí đạt đến cực hạn thần thức liền có thể xóa bỏ tất cả tồn tại hiện tại dương tiễn thần thức nhiều lắm là dùng để điều tra tạm thời không cách nào dùng để công kích trừ phi đạt đến nguyên thần cấp bậc phòng thủ nghiêm mật dương tiễn như vào chỗ không người thẳng đến một nhà trong đó nhà gỗ mà đi ở nơi đó cảm nhận được nồng nặc thiên địa linh khí đi tới nhà gỗ bên cạnh dương tiễn liền nhìn ra nơi này bố trí phép thuật cảm ứng tuy rằng giấu rất kỹ Đối với Chu Vi đặc biệt nhạy cảm Dương Tiễn tới nói, phép thuật cảm ứng căn bản không được tác dụng. Đang chuẩn bị tiến vào sắp, lỗ tai hơi động, phát hiện một đám người hướng về tòa này nhà gỗ đi tới. Dương Tiễn ẩn núp trong bóng tối, không có lựa chọn ra tay đối phó. Lần này lại đây, Dương Tiễn chính là vì tìm kiếm linh thạch sự tình, còn chuyện về sau, tạm thời không có hứng thú đi quan tâm. Hai cái người áo đen đi ở phía trước, mặt sau tám cái thân mặc áo giáp áo giáp màu đen người dơ lên bốn cái màu đen rương sắt lớn, đi tới nơi này tòa nhà gỗ trước, lấy ra một cái ai tắm, quay về mấy giò cảm ứng chiếu một cái, cửa gỗ trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong chỉnh tề gấp lại rương sắt lớn. Đều cho ta lưu loát điểm, đừng lề mà lề mề. Áo giáp màu đen người cấp tốc tách ra, dơ lên rương sắt đi vào nhà gỗ, đem rương sắt để tốt, cuối cùng từ nhà gỗ lui ra ngoài, trực tiếp trở lại hầm bên kia rất nhanh, nhà gỗ trước còn lại hai người kia người áo đen. Thật không biết lão đại đang suy nghĩ gì, đang yên đang lành để cho bọn ta tới quản lý hầm, còn phải chịu trách nhiệm những này quái thạch đầu, còn có những người bí ẩn kia xem những tảng đá này, mỗi lần đều lộ ra hưng phấn gián dấp, ta liền không hiểu, những tảng đá này có ích lợi gì. Một người trong đó người áo đen bất mãn nói. Bên cạnh vị kia người áo đen cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên sư nó, vật quỷ này sớm biết không tới đây bên trong, còn không bằng ở bên ngoài giết người đến sảng khoái, ở lại chỗ này không có chút nào sảng khoái. Hai người chính đang oán giận, trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận tiếng hư lạnh. Hư, còn không cút đi cho ta nhìn đám đầy tớ kia. Trong bóng tối đi ra một cái khôi ngô đại hán, xích trần truồng trên người, thấy rõ ràng trên người lưu lại rậm rạp chằng chịt vết sẹo. Đại tổng quản, chúng ta này liền trở về. Hai người cúi đầu, kính úy nói rằng, hiển nhiên phi thường sợ sệt người trước mắt này. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ta kiểm tra qua, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, hơn nữa bên ngoài bố trí phép thuật phản ứng khí, cường giả dạ cấp chính đều không thể né tránh phép thuật cảm ứng, một khi đụng tới, bốn phía ma pháp trận sẽ phát động, trực tiếp đem đối phương nhốt ở bên trong. Được. Người kia có vẻ thật cao hứng, bởi trên mặt có vết sẹo, khuôn mặt đáng ghét, không nhìn ra là cười vẫn là ở khóc lần sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi tại như vậy, tất cả đều cho ta đi vào đào mỏ đi. Hai người khúng núng, sợ hãi đến không dám thở mạnh một tiếng, mãi đến tận người này rời đi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tiên sư nó, không phải là bợ đỡ được những người kia sao, có gì đặc biệt. Mãi đến tận bọn họ rời đi, Dương Tiễn mới cho thấy bóng người đến, mà lúc này đã tại nhà gỗ trong đó, trước mắt chất đóng ít nhất 50 rương sắt lớn, bên trong tất cả đều là linh thạch nhìn trước mắt trương sắt dương tiễn động thủ mở ra lộ ra chất đầy linh thạch tất cả đều là linh thạch hà phẩm thần thức quét qua đồng nhất hầm linh thạch có chừng hai ngàn khối nắm tay lớn nhỏ linh thạch năm mươi trương sắt mười vạn đồng linh thạch nơi này quả nhiên không đơn giản dương tiễn thầm nghĩ ta còn cần đến trong hầm mỏ xem rõ ngọn ngành nơi này linh thạch dương tiễn đương nhiên sẽ không khách khí đánh ra vô số phong ấn trực tiếp đem nhà gỗ khí tức phong tỏa ngăn cản, thế giới thụ phù lên đỉnh đầu, vô số xúc tu rơi vào linh thạch trên người. Linh thạch hạ phẩm, dương tiễn không lọc nổi mắt xanh, càng không cần phải nói là đặt ở trong nhẫn chứa đồ, mà là trực tiếp dùng thế giới thụ hấp thu đi. Hấp thu cường giả cấp 9 năng lượng, lúc này thế giới thụ đã đạt đến 3 mét độ cao, mở rộng chi nhánh trên mọc đầy màu vàng lá cây, hơi thở hồng hoang biến thành nồng nặc. Rương sắc lớn bên trong linh thạch, không tới trong chốc lát đều bị thế giới thụ hấp thu sạch sẽ hóa thành từng đống màu trắng đá vụn âm tiên thiên chân hỏa vừa đốt đá vụn đều bị đốt cháy hết sạch lưu lại một cái trống không rương sắc thế giới thụ trở về đến trên đan điền tinh khiết chân nguyên tràn vào trong đan điền so với hấp thu thiên địa linh khí còn phải tới sản khoái mà thế giới thụ đồng dạng đạt được lợi ích trên nhánh cây lại dài ra rất nhiều mảnh lá cây những này còn thiếu rất nhiều ta còn muốn càng nhiều nữa linh thạch. Một hơi hấp thu hấp thu 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm, dương tiễn chưa bao giờ như vậy sản khoái quá, bác cửu huyền công liều mạng vận chuyển, một phần hòa vào đan điền, một phần khác liên tục rèn luyện thân thể. Lưu lại trống rỗng rương sắt, dương tiễn một cái chui xuống đất, thẳng đến hầm mà đi. Hát sơn cốc phần cuối, bây giờ xuất hiện một cái chật hẹp con đường, khoảng chừng. Trái phải bị thủ vệ canh gác, bên trong thỉnh thoảng truyền đến răng dậy âm thanh. Biết luyện độn địa thuật, căn bản không cần để ý bên ngoài nơi nào, lần thứ hai đi ra, đã tại đình đương đinh đương vang vọng trong hầm mỏ. Thần thức quét qua, Dương Tiễn liền nhìn đến đây có chừng hai, ba ngàn nô lệ đang đào mỏ, mỗi người đều có được hai ba cấp thực lực, mà ở trên vách đá, phát hiện khảm nạm ở phía trên linh thạch hạ phẩm. Dương Tiễn lần thứ hai lóe lên, lúc này xuất hiện tại một cái phong kín trong huyệt động đây là tinh khiết thiên nhiên hang động diện tích không là rất lớn thế nhưng bốn phía lại có rất nhiều linh thạch giống như những vì sao bình thường che kín tại trên không quả nhiên là mỏ quặng đứng ở bên cạnh vách đá lên nhìn kỹ dương tiễn đã có thể xác định hắc bên trong sơn cốc nắm giữ một cái mỏ linh thạch còn phẩm chất đạt đến mức độ nào còn cần đi nơi sâu xa kiểm tra biết nơi này là một cái mạch khoáng về sau dương tiễn khuôn mặt lộ ra một vệt khó có thể che giấu nụ cười nếu như tìm tới vật kia, ta nhất định nhưng có thể đi vào Kim Đan Kỳ. Đề cử một quyển không sai tiên hiệp thư thư, vô tướng ma đạo, phía dưới là linh kết nối đến sóng Okit 2125965 sóng Nem, vô tướng ma đạo, PS. Khi làm không hề năng khiếu Đông Phương tiểu tử Trương Dương đạt được một cái ma thú cầu thần hệ thống, hắn đã biến thành trên cầu trường sát thủ. Ma thú một trong đại cầu thần, sóng OKX2147706, sóng Nem mà thú một trong đại cầu thần, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 U Tuyền Cây Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 U Tuyền Cây Cảm tạ Hiên Dê cùng Nhạc Đan Long khen thưởng, thuận tiện phiếu vé, thích xem, cho Chiến Thần tặng một phiếu đi. Trong đầu ý nghĩ vừa ra, nhất thời biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phàm là danh sơn đại xuyên thai ngén đảng sanh mỏ quặng, đều tồn tại đại địa tinh hoa. Đại địa tinh hoa chính là là một loại thiên bảo vật, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có phối hợp ở các loại mỏ quặng trong lúc đó, mỏ quặng bởi vì chúng nó mà thành. Dương tiễn mục tiêu chính là cái này loại đại địa tinh hoa. Năm đó ở thiên giới nơi nào đó cấm địa, Dương Tiễn đã từng cướp đến đại địa tinh hoa, đó là mỏ quặng tinh túy vị trí, so với linh thạch cực phẩm còn muốn hy hữu đích thiên bảo vật, dùng hấp thu, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần, mà chỉ là một khối nhỏ đại địa tinh hoa. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mỏ quặng đều sẽ tồn tại đại địa tinh hoa, điều này cần xem vận khí, vận may kém không có chú ý chính hắn thời điểm, thường thường tìm tới mười mấy cái mỏ quặng, không chắc sẽ từ trong đó tìm đến đại địa tinh hoa. Thiên giới mỏ quặng nhiều vô số kể, tồn tại đại địa tinh hoa mỏ quặng, đã ít lại càng ít. Vì sao, đại địa tinh hoa hình thành quá khó khăn? Trước mắt này mỏ quặng, có tồn tại hay không đại địa tinh hoa, dương tiễn trong lòng tạm thời không chắc chắn. Nếu có, vậy dĩ nhiên tốt nhất, cắn nuốt đại địa tinh hoa, đột phá kim đan kỳ tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có thể mang bát cửu huyền công tăng lên tới tầng thứ ba, đạt đến chiến sĩ cấp chính thân thể trình độ. Hắc Sơn Cốc xuất hiện mỏ quặng rất dài, Hắc Sơn Cốc chỉ là khởi nguyên. Vào lúc này, Dương Tiễn vui mừng tự mình phát hiện đúng lúc, nơi này thợ mỏ, còn chưa đào ra trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, thậm chí là linh thạch cực phẩm. Âm, âm. Trong mỏ quảng ương, thành thực trong vách đá, ánh đao bóng kiếm, đá vụn bay lượn. Ba ngàn khối linh thạch thượng phẩm tới tay. Dọc theo mỏ quặng hạ xuống, vách đá lộ ra linh thạch, dương tiễn không có đi thu lấy, mãi đến tận ở đây gặp trên linh thạch thượng phẩm, phi kiếm cứng trắng, thần thức tìm tòi, đem tập trung nhất linh thạch đều nhận lấy. Hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm, dương tiễn có thể không cân nhắc, thế nhưng linh thạch thượng phẩm, dù như thế nào không thể từ bỏ. Một khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với một vạn tệ linh thạch hạ phẩm. Thu cẩn thận linh thạch thượng phẩm, dương tiễn lần thứ hai đi tới nơi sâu xa, nơi đó mới là cuối cùng mục tiêu. Này mỏ quặng phi thường dài, ẩn chứa linh thạch, đại đại vượt quá dương tiễn tưởng tượng, nếu như dùng thiên giới phân loại, này mỏ quặng hoàn toàn có thể được xưng là là một cái tam phẩm linh mạch. Nắm giữ như vậy một cái mạch khoáng, ở thiên giới đủ để khai sơn lập phái. Một đường bài sơn đảo hải quá khứ, Dương Tiễn cũng không sợ kinh động người khác, ở dưới lòng đất nơi này, căn bản không lo lắng có bất luận là cường giả nào có thể đi vào, trừ phi là cường giả thánh vực. Đại địa áp lực cũng không phải mỗi cái cường giả cũng có thể chống cự. Dương Tiễn là trong đó ngoại lệ, động địa thuật đây chính là thượng cổ thần thông diễn biến ra, quy lực không thể khinh thường, thực lực không ngừng tăng lên, động địa thuật từ từ sẽ hướng xuất địa thành thốn diễn biến. Tiến lên trên đường, Dương Tiễn thế giới thụ thả ra, hấp thu chung quanh linh thạch. Bỗng nhiên, thế giới thụ dừng lại hấp thu linh thạch động tác, múa cành cây, ở biểu đạt ra một loại cao hứng ý thức. Một tia linh hồn dung hợp thế giới thụ, Dương Tiễn miễn cưỡng có thể cảm ứng được, vách đá phần cuối, nơi đó tồn tại để thế giới thụ động tâm đồ vật. Món đồ gì đáng giá động lòng? Tuyệt đối là thiên bảo vật, đây là không cần hoài nghi. Dương Tiễn ánh mắt nhảy lên, đối với thế giới thụ phản ứng, không khả năng xảy ra sai, thế giới thụ chính là bên trong đất trời thần thụ, đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng mẫn cảm, này mỏ quặng linh thạch cũng không từng gây nên phản ứng, bây giờ xuất hiện gần sống, tất nhiên là đồ tốt không thể nghi ngờ. Đại địa tinh hoa Dương Tiễn đầu tiên nghĩ đến cái này. Vèo. Một cái độn địa thuật, thẳng đến phía trước. Mới vừa ló đầu ra đến, sau đầu một đạo hàng ý bay tới, lần thứ hai độn địa thuật. Âm. Đá vụn bay lượn, hang quanh quẩn chung cổ vang vọng âm thanh. Nguyên bản lộ đầu địa phương, lúc này nằm úp sắp một con dài mười mấy mét khổng lồ ngô công, cả người liều lĩnh màu trắng hàng khí, hàng ý đến xương, quanh thân đá vụn, hàng khí tiếp xúc xuống, dồn dập hóa thành đá vụn. Thật một con ma thú. Tránh thoát khổng lồ ngô công tập kích, dương tiễn xuất hiện tại chỗ tối bên trong gốc, cảnh vật chung quanh toàn bộ đều thấy rõ. Nơi này là một chỗ thiên nhiên hang, trong nham động hàng khí bức người, bốn phía bao phủ hơi nước trắng mịt mờ sương mù, thiên nhiên hang biến thành âm hàng mà lại hắc ám, sương mù nhưng là do trong nham động một cái hồ nước sản sinh. Những này dương tiễn không để ở trong lòng, muốn nói địa hình hiểm ác, còn kém rất rất xa loại kia trận pháp liên tục cấm địa, nơi này nguy hiểm, hầu như có thể không coi thành chuyện gì to tác. Lạnh giá sương mù, tràn ngập ở trong nham đồng, nhưng ở, giữa hồ, nơi đó xuất hiện một gốc cây to lớn màu đen cây cối. Khi thần thức nhìn thấy cây này mọc, dương tiễn hai mắt sáng lên rồi. Được lắm âm hàng nơi, dĩ nhiên sinh ra u tuyền cây. Không sai, ở hồ nước cây cối, chính là một cây u tuyền cây, mà trên cây mang theo hắc vụ lượng quanh u tuyền quả. U tuyền cây đáng quý đích thiên kỳ thụ, sinh ra nơi phải là âm hàng nơi, nhưng lại muốn thiên địa linh khí hội tụ, nhật nguyệt ảm đạm, điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà như vậy u tuyền cây, bình thường xuất hiện tại mỏ quặng chiếm đa số. Không ngờ rằng ở đây, Dương Tiễn sẽ phát hiện một gốc cây u tuyền cây, quan u tuyền cây bộ dáng, chỉ ít sống thời gian hơn một ngàn năm, bên trong động hàng khí, đa số kể công với này khỏa u tuyền cây, cũng khó trách thế giới thụ sẽ phát sinh tâm tình chập chờn. U tuyền cây là kỳ thụ, đều là kỳ thụ một trong, dù chưa đạt đến thế giới thụ trình độ, nhưng là bên trong đất trời kỳ thụ. Thế giới thụ cắn nuốt đối phương, bị chỗ tốt, tuyệt đối không phải là hấp thu linh thạch đơn giản như vậy. U tuyền cây đối với dương tiễn vô dụng, thế nhưng u tuyền quả tác dụng, xác thực phi thường khủng bố. U tuyền quả thuộc chí âm chí hàng chi vật, người bình thường đụng tới hàng khí lúc này mất mạng, chỉ có tu luyện ma công miễn cưỡng có thể ngăn trở, đồng thời cũng là tu ma trong mắt người chí bảo thánh quả. Luyện hóa dùng hiệu quả cố nhiên không tồi, kém xa tích tắp một tác dụng khác. Dương Tiễn vừa vặn biết, tác dụng này dù là luyện chế ảnh chi phân thân. Chí âm chí hàng, một khi luyện chế xưng ảnh chi phân thân, ám sát bên trong vương giả, ở thiên giới hưởng dự nổi danh, nhưng đáng tiếc u tuyền quả không dễ dàng tìm kiếm bây giờ trước mắt xuất hiện một gốc cây u tuyền cây thậm chí còn có u tuyền quả tuy rằng còn chưa tìm được đại địa tinh hoa nhưng đã để dương tiễn động tâm lại nhìn chiếm giữ ở bên hồ khổng lồ ngô công nhìn kỹ đó cũng không phải ngô công mà là một con cấp chính hậu kỳ ma thú cửu thiên phi ngô dáng dấp cùng ngô công gần như nhưng là một loại phi thường âm hàng ma thú có thể nói con này cửu thiên phi ngô không biết làm sao tìm tới nơi này bản thân là thuộc tính âm hàng hấp thu nơi này hàng khí, lâu dần, thực lực liên tục tăng lên, đạt đến hiện tại loại này trình độ, còn có cái kia u tuyền hồ nước, lạnh giá thâm độc cực kỳ, phổ thông cường giả bị hàng khí phun lên một cái, toàn thân đấu khí động lại, đừng hồng đấu thắng này cửu thiên phi ngô. Cửu thiên phi ngô tuy rằng lợi hại, dương tiễn cũng không sợ, tiên thiên chân hỏa vừa vặn là chí hàng đồ vật khắc tinh. Đối phó là dễ dàng, thế nhưng muốn giết chết đầu ma thú này, cần rất nhiều thời gian quan trọng là Vạn nhất đại chiến, nơi này tan vỡ, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Dũng đấu không được, vậy chỉ có thể dùng trí. Dương tiễn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bộ cột cờ, đây là một bộ trận pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 87 cửu thiên thập địa phong ma trận cảm tạ truy tung tu tiên khen thưởng bộ này trận pháp chính là dương tiễn gần nhất mới luyện chế ra gọi là cửu thiên thập địa phong ma trận chuyên môn dùng để vây nhốt người khác trừ đi trận pháp này dương tiễn trên tay còn có một bộ công kích kiểu một bộ phòng thủ kiểu cửu thiên thập địa phong ma trận cũng không phải nổi danh trận pháp nhưng ở khốn một chữ lên, bộ này trận pháp nhưng phi thường hữu dụng. Bộ này cột cờ vật liệu tuyển dụng không tính nhất lưu, từ dương tiễn trong tay triển khai ra, hoàn toàn nhốt lại cường giả cấp 9, lúc trước luyện chế trận pháp này, cũng là dự phòng ngừa vạn nhất, sợ gặp gỡ cường giả nào, có như vậy trận pháp, ngăn cản mấy giây, hoàn toàn có thể chạy trốn, chỉ là không có ngờ tới, bộ này trận pháp dùng ở đây, đối mặt vẫn là một con âm hàng ma thú. Mặc kệ đối phương là ma thú nào, dương tiễn tạm thời đều phải đem đối phương nhốt lại thu lấy u tuyền cây cùng trái cây tùy tiện đầu ma thú này làm sao phát điên ngược lại không liên quan chuyện của hắn cửu thiên phiên ngô rơi ở bên hồ hàng khí trải rộng ở toàn thân như ẩn như hiện tùy tiện xông tới tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn lúc trước dương tiễn lộ đầu chính là khí tức trên người bị con này cửu thiên phiên ngô phát hiện cái này hang đầy rẫy âm hàng sương mù người ngoài một khi đi vào trên người dương cương khí tức liền bạo lộ ra, đối với khí tức mẫn cảm nhất ma thú cấp chính, chẳng khác gì là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, hắn không công kích ngươi, đó mới là quái sự. Nằm bên bờ hồ cửu thiên phi ngô, hưởng thụ bên hồ âm hàng sương mù, hai mắt đỏ ngầu, lập loè nguy hiểm ánh sáng, không ngừng mà ở nhìn quét hang, thân thể bất an vặn vẹo, để con này cửu thiên phi ngô cả người không dễ chịu. Con này cửu thiên phi ngô, sinh sống ở hang nơi này không biết đã qua nhiều ít năm tháng, tự một lần ngẫu nhiên cơ hội tiến vào nơi này, hưởng thụ được hàng khí bổ dưỡng, từ đó về sau, lại không hề rời đi quá nơi này, nó phi thường yêu thích nơi này khí tức, thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, cho đến đạt đến bây giờ cấp 9 hậu kỳ, xa hơn sau một bước chính là ngôi sao ma thú, có mở miệng nói chuyện năng lực. Chiếm cứ nơi này về sau, cửu thiên phi ngô đã đem nơi này xem là nhà của mình, địa bàn của chính mình, phía sau u tuyền hồ nước, u tuyền cây khi tất cả thành đồ vật của chính mình, tuyệt không cho phép bất luận người nào cướp đi. Phàm là muốn cướp đi đồ vật, nó đều muốn đem bọn hắn giết chết, hoàn toàn giết chết, đồ vật của nó, không phải ai đều có thể động. Tuy nói cửu thiên phi ngô không thể nói chuyện, thế nhưng quanh năm sinh sống ở nơi này, thêm vào nuốt u tuyền quả, sự thông minh của nó xa cao hơn nhiều vậy ma thú cấp chính, nó biết người kia còn tìm phục tại nơi này, muốn chạy trốn bảo bối của chính mình. Ma thú quán tính, Sớm đem sau lưng bảo bối xem là của mình, người ngoài vừa tiến đến, không cần đi suy nghĩ, xem là là muốn cướp giật chính mình đồ vật. Vì lẽ đó, bây giờ Cửu Thiên Phi Ngô nằm ở táo bạo trong, nhưng là bất kể như thế nào cảm ứng, người này phản phất không từng xuất hiện như thế, điều này làm cho Cửu Thiên Phi Ngô không tìm được manh mối. Trí tuệ không thấp, dù sao vẫn chưa thể hiểu rõ người ý nghĩ, sẽ không ý thức được đây là một cường giả chung quanh quan sát không có kết quả về sau, cửu thiên phi ngô dự định bò lại u tuyền dưới cây, hưởng thụ âm hàng u tuyền khí tức. Vừa mới chuyển quá thân thể to lớn, một luồng tức giận xuất hiện tại hang phía đông. Trác trác trác. Cửu thiên phi ngô hét ầm, thân thể bật lên đến, hàng quan bắn ra bốn phía tứ chi rơi trên mặt đất, vô số đá vụn bay lên, chợt hóa thành mảnh vỡ, rồi thép dường như đuôi hoành quét ra. Âm. Tức giận cửu thiên phi ngô, công kích là lời hại bực nào phần sau một cái quét ngang tại chỗ đá vụn nổ tung đá vụn đụng vách đá rơi xuống rất nhiều đá vụn bột phấn ngay khi vừa nảy cửu thiên phi ngô phát hiện người bí ẩn kia loại kia người sống khí tức vô cùng quen thuộc hung mảnh công kích vẫn chưa để người sống khí tức biến mất như trước bồi hồi ở vách đá kia phụ cận cửu thiên phi ngô loại ma thú này vốn là tính khí liền táo bạo huống hồ người ta đến cướp đoạt nhà mình bảo bối thân thể hơi động quyết định đem người xa lạ này giết chết. Vung vẫy thân thể, cửu thiên phi ngô tháo chạy hướng đông một bên vách đá, xin thề phải đem người này giết chết. Vèo. Một đạo ánh kiếm màu trắng, từ hàng khí bên trong bay ra, chen một tiếng, bên trái một cái tua vòi, rơi xuống đất, đau cửu thiên phi ngô gào thét liên tục, bất chấp tất cả giết tới. Cửu thiên phi ngô có cấp chính hậu kỳ thực lực, ở nơi này không biết bao nhiêu năm, sớm mất đi thích thả năng lực ma pháp toàn bộ chọn dùng thân thể công kích, toàn thân màu đen tỏa sáng sát ngoài, cho dù cường giả cấp 9 đều không thể công phá, nhưng đáng tiếc, này tu vòi còn chưa đạt đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó, cửu thiên phi ngô nổi giận, nhìn thấy hàng khí bên trong thân ảnh của, tràn ngập đem đối phương giết chết ý nghĩ. Khanh, khanh, khanh. Trong nham động lần thứ hai truyền đến vang động, nguyên lai cửu thiên phi ngô đánh về phía đạo nhân ảnh kia, ảnh đào bóng kiếm, hết thảy rơi vào đạo nhân ảnh kia. Cửu thiên thập địa phong ma trận, mở cho ta. Nhưng thấy lấy cửu thiên phi ngô bốn phía, bay ra mười cái to bằng bàn tay màu đen cột cờ, theo gió thấy trướng, hóa thành cao mấy chục mét đại kỳ cái, từng đạo từng đạo màu vàng ấn phù từ trong đó bay ra, hóa thành một cái lục mang tinh, rơi trong chín tầng trời phi ngô trên người, xuyên thấu thân thể, ấn trên đất. Cửu thiên phi ngô cũng ý thức được tình huống không đúng, vặn vẹo thân thể, muốn từ bên trong trốn ra được, mỗi một lần va chạm, phản phất đánh vào chứng kiến vô hình trên tường, đem tất cả công kích hệ số chặn trở về. Ngoài trận pháp, dương tiễn thân ảnh của lại một lần nữa xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, thầm nghĩ con này cửu thiên phi ngô so với trong tưởng tượng lợi hại hơn, cửu thiên thập địa phong ma trận, phỏng chừng giữ không nổi đối phương thời gian bao lâu, ta phải mau chóng đem u tuyền cây lấy đi. Mới vừa luân phiên công kích, đơn giản là dụ dỗ cửu thiên phiên ngô chui vào bộ trong, thật mở ra này cửu thiên thập địa phong ma trận. mặc kệ đầu ma thú này làm sao công kích, dương tiễn ngự kiếm bay về phía u tuyền cây. những này quanh năm tràn ngập ở bên hồ hàng khí, phản phất sinh ra trí tuệ, biết người sống xuất hiện, hóa thành đầy trời sương mù vũ, hướng về dương tiễn đánh tới. chỉ là hàng khí, hết thảy cho ta tan ra. dương tiễn vung tay lên, một tấm hỏa diễm phù ném ra hóa thành đầy trời biển lửa đem hàng khí thiêu đốt sạch sẽ vèo vèo vô số màu đen lộ ra hàng khí cành cây quét ngang mà đến không trung phát sinh ba 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 tiếng vang đoạn phi kiếm chém u tuyền cành cây rơi xuống đất nhất thời hóa thành sương mù màu đen nước hòa vào nham thạch ở trong này khỏa u tuyền cây đã có đạo hạnh biết vị trí nguy hiểm đặc biệt là khi làm thế giới thụ nhô ra về sau toàn bộ thân hình tóc tóc phát trung, phản phất nhìn thấy vật gì đáng sợ, theo sát trên người xuất hiện từng tầng từng tầng sương mù, đây là tại phản kháng. Đỉnh đầu thế giới thụ truyền ra khoái trá âm thanh, dần dần trôi về u tuyền cây, ánh vàng rừng rực, vững vàng áp chế cả người hắc khí u tuyền cây, cuối cùng rơi vào u tuyền cây phía trên. Thế giới thụ vừa ra, bị vây khốn cửu thiên phi ngô, liều mạng đánh vào, những kia trên cột cờ, mơ hồ xuất hiện vết nước. Thế giới thụ nuốt chững u tuyền cây, Dương Tiễn không chen tay được, hắn duy nhất có thể làm, chính là ngăn trở cửu thiên phi ngô điên cùng công kích, không ảnh hưởng thế giới thụ nuốt chững u tuyền cây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Lại mở mắt thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 88 Lại mở mắt thần TS Cảm tạ Phượng Hoàng Đoạn, Lôi Mô Na, Cờ Hải tặc E, Thư Hữu chương 1011006 chương 1015250040 khen thưởng. U tuyền cây ở huyền thiên đại luật sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, đối mặt thế giới thụ công kích, liều mạng tiến hành phản kháng, U tuyền sương mù lượng lờ, giống như một cái tuyệt thế đại ma đầu, phụ cận U tuyền hồ nước, bốc lên nồng nặc màu đen hàng khí, hội tụ ở U tuyền thân cây trên. Nguyên bản hàng khí bức người đích thiên nhưng hang hàng khí tiêu tán hết sạch lại xem không đến bất kỳ hàng khí thay vào đó là vô tận khói đen những này khói đen liều mạng chống đối thế giới thụ công kích ngay cả như vậy cuồng cuồng không đoạn u tuyền khói đen không ngừng bị thế giới thụ nuốt chửng mỗi nuốt chửng một phần khói đen thế giới thụ tự thân lớn mạnh một phần trái lại u tuyền cây trên người khói đen nhạt đi không ít một khi u tuyền cây trên người u tuyền khói đen hết thảy bị thế giới thụ nuốt chửng sạch sẽ này khỏa sinh ra ở trong mỏ quặng u tuyền cây sắp không còn tồn tại nữa. Từ tạm thời trên tình huống đến xem, thế giới thụ chiếm thượng phong, dù sao trong thiên địa này thần thụ, đây chính là thần thụ thủy tổ, u tuyền cây tuy rằng cũng là sinh ra ở hồng hoang, nhưng là xa xa không phải thế giới thụ đối thủ. Trước mắt thế giới thụ nhìn như nhỏ yếu vô lực, nhưng ở gần nhất nuốt chững mấy cái cường giả cấp chính, còn có dọc theo đường tới được linh thạch, sức mạnh dĩ nhiên không yếu, Quan trọng là, thế giới thụ bản thân tán phát kim quang, vừa vặn khắc chế u tuyền cây công kích. Oanh, oanh, âm. Bằng phẳng trên đất, vô số đá vụn bay ra, đại địa đang chấn động, nhiều vô số kể rễ cây bay lượn mà ra, toàn bộ trong nham động trải rộng màu đen rễ cây, nhằm phía cách xa ở vách đá cửu thiên phi ngô. Không được, đây là u tuyền cây phải trợ giúp cửu thiên phi ngô thoát vây. Dương tiễn một chút nhìn ra u tuyền cây dự định, lập tức rõ ràng tại sao nơi nào sẽ lưu một con ma thú cấp chính. Dù sao u tuyền cây hàng khí một khi toàn diện phóng thích, tuyệt đối không phải lúc trước con này nho nhỏ cửu thiên phi ngô có thể thừa nhận, mà là u tuyền cây cố ý lưu lại giúp đỡ, dự phòng nhân vật mạnh mẽ. Tại vô số cái ngày đêm bình an ở chung xuống, con này cửu thiên phi ngô trở thành u tuyền cây tối giúp đỡ lớn. Trước mắt, u tuyền cây ngàn cân treo sợi tóc, không thể nào là thế giới thủ đối thủ chỉ có thể dựa vào ngoại lực con này ma thú cấp chính. Một khi thoát vây, thế giới thụ lại khó đối phó U Tuyền cây, huống hồ thế giới thụ không có nửa phần công kích, trước mắt hoàn toàn nằm ở thiên tính đem đối phương áp chế, bản thể vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Cái này Dương Tiễn rõ ràng nhất, tuyệt đối không thể để cho Cửu Thiên Phi Ngô đi phá hoại chuyện thật tốt. Động địa thuật. Nhanh, so với U Tuyền cây càng nhanh hơn. Dương tiễn phi kiếm trong tay bổ ra từng đạo từng đạo kiếm khí, ngành sinh sinh chặt đứt u tuyền cây liên hệ. Có thể ngay cả như vậy, bốn phía rậm rạp chằng chịt màu đen rễ cây, giống như vô số xúc tu, chạm tay, không ngừng mà dùng mang lực xung kích trận pháp, đồng thời nửa kia công kích dương tiễn. Đừng xem u tuyền cây phổ thông, tại đây một mảnh bên trong phạm vi, đó cũng đều là u tuyền cây địa bàn. Đúng. Đúng. Những này di động rễ cây tập hợp thành một luồng, hóa thành từng cái từng cái to lớn roi vì không sợ chết xung phong tới toàn bộ thiên nhiên trong nham động tất cả đều là màu đen tàn ảnh cùng tiếng xé gió phá dương tiễn trường kiếm trong tay vung ra kiếm khí ngang dọc đầy trời rễ cây hạ xuống diệt thế thần hỏa dương tiễn đánh ra phép thuật dùng lửa diễm đến khắc chế những này rễ cây những này không phải phổ thông hỏa diễm hỏa diễm nhỏ xuống ở trên rễ cây nhất thời hóa thành hư vô tiêu tan ở trên bầu trời, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Hỏa diễm vừa ra, u tuyền cây thân thể khổng lồ liên tục trung rẩy. Âm hàng thực vật, sợ nhất sợ ngọn lửa này, vô hình trung, dương tiện giúp thế giới thụ một đại ân. Tạch tạch tạch. Đối mặt u tuyền cây công kích, trong đó một cái cao to cột cờ, ở hàng khí ăn mòn xuống, mặt ngoài lộ ra từng cái từng cái vết nứt, cửu thiên phiên ngô điên cuồng va chạm xuống, trong ngoài giáp công xuống, cột cờ vỡ vụn thành từng mảnh, cửu thiên thập địa phong ma trận, lộ ra một lỗ hổng. Mười cái cột cờ, dựa theo nhất định phương vị sắp xếp, bây giờ bị phá đi một chỗ, trận pháp lập tức xuất hiện lỗ thủng, u tuyền dựng nên khắc bắt lấy cái nhược điểm này, tập hợp tất cả lực lượng đánh mạnh. Bộ này cửu thiên thập địa phong ma trận pháp, trong tài liệu có rất nhiều hạn chế, ở u tuyền cây cùng cửu thiên phi ngô cùng công kích đến, quan trọng là ở ăn mòn xuống, cuối cùng chịu không được công kích, còn lại cột cờ, đi vào phá nát gót chân. Thoát vây cửu thiên phi ngô, trong hư không cắt ra vô hình đao khí. Không sai, chính là vô hình đao khí, dấu dếm ăn mòn, cửu thiên phi ngô nắm ngón bản lĩnh, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay thẳng hướng dương tiễn. Chỉ là ánh đao, phá cho ta. Kiếm khí ngang dọc, hề số đem ánh đao đỡ được, mà cửu thiên phi ngô tháo chạy vào lòng đất, mặt đất không ngừng mà gợn sóng, xông thẳng u tuyền cây bản thể mà đi. Thật một chiêu dương đông kích tây. Dương tiễn sớm có sở liệu, giải khốn là hiện nay chuyện gấp gáp nhất. Cửu thiên thần lôi, diệt lấy hết tất cả âm hàng. Âm âm âm. Dương tiễn đánh ra cửu tiêu thần lôi, lớn bằng cánh tay thần lôi, liên tục đánh về cửu thiên phi ngô, đem dưới mặt đất cửu thiên phi ngô đuổi ra. Vật âm hàng, e ngại thần lôi. Con này cửu thiên phi ngô tuy rằng sợ sệt thần lôi, thế nhưng thần lôi rơi vào trên người, vẫn chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn, mặt ngoài thân thể, trồi lên từng tầng từng tầng khói đen, chặn lại không ít công kích, sợ sệt, cái kia chỉ là một loại thiên tính. Cửu thiên thần lôi công kích, xua tán đi nồng đầm khói đen, thế giới thụ lần thứ hai lực áp u tuyền cây. Thần lôi công kích uy mãnh đã không thể ngăn trụ cửu thiên phi ngô. Dương tiễn vội vàng lấy ra cửu thiên thần đỉnh, đối mặt con này ma thú cấp chính, chỉ có thể có cuối cùng pháp khí công kích. Âm. Thả lớn mấy lần cự đỉnh, khởi động trọng lực trận pháp, cửu thiên phi ngô không kịp chống lại, liền bị ép trên đất. Khanh. Ai ngờ, sau một khắc, cửu thiên thần đỉnh bị chấn động bay ra ngoài, dưới nền đất trễ cây lần thứ hai lao ra, liên thủ bố trí ra thiên la địa. Đem cửu thiên thần đỉnh tầng tầng nhốt lại, đồng thời lượng lớn khói đen xuất hiện, nỗ lực ăn mòn món pháp khí này mất đi cửu thiên thần đỉnh áp chế, cửu thiên phi ngô quay về cách đó không xa thế giới thụ phun ra một cái khói đen. Đây cũng không phải là là phổ thông khói đen, mà là cửu thiên phi ngô bản mệnh khói đen. Khói đen vừa ra, dĩ nhiên đột phá kim quang, rời ở thế giới cây trên nhánh cây, màu vàng lá non, nhất thời khô héo hạ xuống, u tuyền cây nhân cơ hội phản kháng, rất nhiều khói đen đem thế giới thụ tầng tầng xuống lại. Gây go. Dương Tiễn đối với U Tuyền Cây tính toán vẫn có sai lệch, so với tưởng tượng lợi hại hơn. Nơi này dù sao cũng là U Tuyền Cây địa bàn, đặc biệt là nhiều vô số kể rễ cây, tuyệt đối là đệ nhất lực sát thương, huống hồ còn có thể ăn mòn pháp khí. Cửu Thiên Thần Đỉnh là thượng phẩm pháp khí, nhưng còn không phải pháp bảo, đối mặt U Tuyền Sương Mù ăn mòn, không thu hồi tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Lúc này thế giới thụ càng là ở hạ phong, mà chút vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt lại không làm ra cử động, u tuyền cây đều sẽ chiếm thượng phong, thậm chí tiêu diệt thế giới thụ. Dương tiễn sắc mặt phát lạnh, đã không còn giữ lại chút nào. Tam nhãn thần quan, diệt thế một đòn. PS Vốn là chương này là buổi tối, kết quả nhức đầu lắm, còn kém một chút chữ không viết xong, hiện tại tốt lắm rồi, mau mau lấy ra chương mới, thực sự là thật không tiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Đại địa tinh hoa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 Đại địa tinh hoa PS Cảm tạ đêm khuya rơi lệ cùng phong lưu ngưu công tử khen thưởng, đồng thời cảm tạ phong lưu ngưu công tử trở thành quyển sách cái thứ nhất hộ pháp. Âm Thần nhãn vừa mở, khí tức hủy diệt, tràn ngập ở nham trong động, u tuyền cây thân hình khổng lồ một trận rung động, u tuyền sương mù hội tụ đồng thời, nỗ lực ngăn trở hủy diệt thần quan công kích. Đáng tiếc, u tuyền cây cũng không hiểu, thần quan chỗ lợi hại. Hủy diệt thần quan, quét ngang u tuyền sương mù, phạm là tiếp xúc u tuyền sương mù, ở thần quan dưới tiêu tan hết sạch, bá đạo vô cùng oanh trong chính tầng trời phi ngô bên trên, căn bản để cửu thiên phi ngô phản ứng không kịp nữa, nổ xuống ở u tuyền trong hồ nước, bắn lên vô số hồ nước ở thần quan lan đến xuống, cấp tốc tiêu tan hết sạch, không để lại nửa điểm vết tích. Rơi vào trong nước cửu thiên phi ngô lộ ra nổ ra hàng lớn thân thể, ở thần quan công kích đến, tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng không có liền như vậy chết đi, tràn ngập oán hận hai mắt nhìn chầm chầm dương tiễn, thống khổ dãy dùa, thân thể đông đưa, muốn từ trong hồ nước bay ra ngoài, nhận được thần quan trọng thương, cửu thiên phi ngô mất đi năng lực phản kháng, cũng không tiếp tục là dương tiễn đối thủ mất đi cửu thiên phi ngô công kích, thế giới thụ ánh vàng rừng rực, dần dần đem u tuyền cây áp chế lại. Mắt thấy cửu thiên phi ngô mất đi năng lực công kích, dương tiễn thở phào nhẹ nhõm, một đạo thần quan tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, nếu không có đột phá đến trúc cơ trung kỳ, e sợ một đạo thần quan sẽ lấy sạch chân nguyên. Tất cả những thứ này đều là đáng giá, chỉ cần thế giới thụ nuốt chững u tuyền cây, mất đi chân nguyên có thể cấp tốc bổ sung trở về. Chỉ cần thế giới thụ tồn tại, tam nhãn thần quan, dương tiễn có thể không bị hạn chế sử dụng. Thở ra một hơi, dương tiễn không có nhàn rỗi. Trên tay một phen, dương tiễn trên tay thêm ra một thanh quái là vũ khí, chính là đặt ở trong nhẫn chứa đồ tam tiên lưỡng nhận đao. Hoành tảo thiên quân. Giơ tay, dương tiễn đơn giản chính là một thức, chân nguyên ngưng tụ siêu cấp lớn đao, thẳng hướng cửu thiên phi ngô. Tuy nói cửu thiên phi ngô mất đi công kích, dương tiễn vẫn cứ không thả lỏng, nếu như đổi thành người khác, tại đây âm hàng trong nham động, không thể nào là hai người đối thủ. Khanh Một đao chém trong chín tầng trời phi ngô trên người, hỏa tinh bắn ra, tự ở trên lưng lưu lại một đao bạch tuyến. Không nhìn công kích. Dương tiễn trong lòng cả kinh, lập tức rõ ràng con này cửu thiên phi ngô, ở u tuyền sương mù dưới sự giúp đỡ, đem toàn thân trọng điểm vị trí đều rèn luyện một lần, hình thành cục diện dưới mắt. Sưu 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 cửu thiên phi ngô thân thể lay động u tuyền hồ nước bay lên hóa thành vô số màu đèn băng trùy hóa thành băng trùy lưu tinh công hướng về dương tiễn dương tiễn chật lui trong tay tam tiên lưỡng nhận đao kéo ra đao khí đao khí quét ngang mấy trăm băng trùy phá nát phần lưng công kích không được ta liền đoạn ngươi hết thảy tứ chi nhìn ngươi còn có thể trở mình xảy ra sóng gió gì dương tiễn không chút do dự lần thứ hai phát động công kích nếu như ở khác nơi con này cửu thiên phi ngô ở thần quan công kích đến, không thể tồn sống đến bây giờ, có thể nói, nơi này hết thảy đều là xuất từ u tuyền cây cánh tay của, khiến cửu thiên phi ngô sống sót, dựa vào này trong nham động u tuyền hồ, lần thứ hai phát động đánh lén, nỗ lực ngăn trở công kích. Phi kiếm sử dụng nhẹ nhàng giản tiện, đối phó cửu thiên phi ngô không phải muốn sử dụng tam tiên lưỡng nhận đao. Ly thể đao khí bay ra, quanh trong chín tầng trời phi ngô tứ chi lên, tại chỗ tứ chi nổ tung, rơi xuống u tuyền trong hồ nước âm 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 trọng thương cửu thiên phi ngô thôi thúc u tuyền hồ nước muốn ngăn trở những này ly thể đao khí thế nhưng những đao khí này hàm chứa một đao chiến ý không nhìn u tuyền hồ nước nổ nát tứ chi nguyên bản trọng thương lại bị dương tiễn vận dụng đao khí phế bỏ tứ chi cửu thiên phi ngô mất đi năng lực công kích cửu thiên thần đỉnh nổ nát u tuyền rễ cây tạo thành thiên la địa cửu thiên thần đỉnh lần thứ hai phát động trọng lực trận, trấn áp cửu thiên phi ngô. U tuyền hồ nước tung tóe, cửu thiên thần đỉnh vàng chói lọi, vô hình trọng lực vững vàng ăn ở dãy dụ cửu thiên phi ngô. Luân phiên công kích, tiêu hao không ít chân nguyên, đặc biệt là này ly thể đao khí, ẩn chứa không thuần thục chiến ý, cực kỳ khổ cực. Ăn vào ít khí đan, chân nguyên khôi phục mấy phần, thẳng hướng u tuyền cây. Dương Tiễn không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ lo trên đường tái xuất nguy hiểm gì, tiếp xúc u tuyền cây công kích lại nói. Cửu thiên thần lôi, ngũ lôi oanh đỉnh. Dương tiễn vừa ra tay chính là không khách khí đánh ra phép thuật, loại này u tuyền cây so với cửu thiên phiên ngô càng e ngại thần lôi. Răng rắc. Răng rắc. Màu đen cành cây bị thần lôi chém đứt, rơi vào giữa không trung liền tự động thiêu đốt, nhất thời này khỏa u tuyền cây bị thần lôi oanh vô cùng thê thảm, khắp nơi là gãy vỡ cành cây, cùng hóa thành sương mù hạ xuống lá cây. U tuyền sương mù có thể ngăn trở pháp bảo, thế nhưng đối mặt thần lôi công kích, căn bản là không có cách tránh né, trở thành bất động mục tiêu. Lớn thân cây, thần lôi oanh kích xuống, rung lẫy bẫy, màu sắc cũng trở nên thảm đạm. Dương tiễn ra tay một đám trợ, thế giới thụ lần thứ hai đại phát thần uy, kim cương đại thịnh, nuốt chửng u tuyền sương mù tốc độ biến thành phi thường khủng bố. Thần lôi phụ trợ, dương tiễn vẫn cứ chưa từng nhàn rỗi cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao không chút khách khí chặt lên đi ly thể đao khí đối với cửu thiên phiên ngô hữu dụng thế nhưng đối mặt u tuyền cây thân cây không được tác dụng vì lẽ đó dương tiễn dùng thân thể công kích một đao chém vào u tuyền trên cây sức mạnh mạnh mẽ chấn động vô số u tuyền sương mù lao ra bị thế giới thụ nuốt chửng lại chém đồng nhất sẽ dương tiễn thông minh không ở đối với thân cây động thủ, phòng ngự quá cường hãn. Thân cây không công kích, những cây đó cành xui xẻo rồi, ở dương tiễn điên cuồng công kích đến, nguyên bản rậm rạp u tuyền cây, ngoài trừ một ít thân cây, trên căn bản không để lại bất kỳ vật gì. Nếu không phải chu vi tồn tại u tuyền sương mù, sẽ không ai tin tưởng cả, đây là một khỏa u tuyền cây. Thế giới thụ từ khoảng cách xa, lúc này từ từ dung nhập vào u tuyền cây bên trong. Lúc này, đã đến thời khắc máu chốt. Hang hàng khí gào thét, rễ cây nhưng ngay đầu tiên trở về thủ. Dương Tiễn Há có thể cho phép u tuyền cây dự định, đầy trời biển lửa, đem các loại rễ cây đốt cháy sạch sẽ. Mà tại đây lúc, thế giới thụ cả khỏa tan vào u tuyền cây bên trong, u tuyền sương mù tản đi, kim quang lộ ra, ánh sáng mỗi tăng thêm một phần, trong nham động hàng khí liền đi trừ một phần. Thẳng đến lúc này, Dương Tiễn chân chính thở một hơi u tuyền cây đã không thể cứu vãn, nếu như này khỏa u tuyền cây sinh sống ở thiên giới, chỉ sợ cũng không hẳn tốt như vậy đối phó. U tuyền hồ nước lấy mắt trần có thể thấy cấp tốc giảm xuống, đảo mắt, trấn áp cửu thiên phi ngô lộ ra bị thương thân hình khổng lồ. Âm. U tuyền cây khổng lồ thân cây muốn nổ tung lên, thân cây chung quanh bay vụt, va chạm ở bên trên vách đá, thế giới thụ từ bên trong bay ra ngoài, lúc này thế giới thụ lập tức trưởng thành đến hơn 10 mét, cành lá sung xuê, cùng lúc trước có to lớn khác nhau. Thế giới thụ phát sinh khoái trá tin tức, bay đến cửu thiên phi ngô mặt trên, cành cây đung đưa, dãy dù bị hút đi sức mạnh, lưu lại một thân thể ở đáy hồ. Thứ tốt. Dương tiễn không buông tha u tuyền thân cây cùng cửu thiên phi ngô sát ngoài, những thứ này đều là luyện khí tài liệu tốt. Khó có thể như vậy đối phó cửu thiên phi ngô, đối mặt thế giới thụ nuốt chững, căn bản không làm được phản kích, thực lực siêu ra trước đây đông đảo. Nuốt chỉnh cửu thiên phi ngô, thế giới thụ vẫn chưa bay trở về, mà là rơi vào trước kia địa phương, kim quang quét ngang, trên đất phá xuất một cái hố to, trong hầm nằm một khối màu xanh đá tảng. Dương Tiễn nghĩ trong hầm thần thức quét qua, tại chỗ ngay người. Màu xanh trên tảng đá lớn, giữ lại ba viên màu tím phát sáng tinh thể, mà ở bên cạnh lưu lại rất nhiều màu tím bột phấn. Chuyện này, đây là đại địa tinh hoa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.